Rồi, cô chào cả lớp nha. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị học nha các bạn. Rồi, các bạn đợi cô xíu nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nha cả lớp. Hôm nay cô sẽ share cái nội dung bài giảng khá là thú vị cho lớp mình, đó là cách tiếp cận thiết kế tương tác là như thế nào ha. Rồi, để cô share màn hình nha. Đây, cả lớp nhìn thấy rồi ha. Đây là chương 4 các cách tiếp cận cho việc thiết kế tương tác. Thì các bạn biết không, chúng ta có 4 cách tiếp cận nè. Thứ nhất là user centered design, thiết kế lấy con người làm trung tâm. Thứ hai là goal directed design, thiết kế hướng tới mục tiêu. Và cái thứ ba là activity centered design, thiết kế lấy hoạt động làm trung tâm. Và cuối cùng là participatory design, thiết kế có sự tham gia. Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu với cái đầu tiên, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Thì theo bác Norman đã nói rằng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm có nghĩa là chúng ta làm việc với các người dùng của, có nghĩa là các bạn làm việc với các người dùng của các bạn trong suốt cái dự án luôn. Và một cái định nghĩa khác thì cho rằng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm có nghĩa là
mình sẽ hiểu những gì người dùng cần, hiểu là họ đang nghĩ cái gì và cái cách mà họ hành xử như thế nào, và kết hợp với việc hiểu biết đó vào trong từng giai đoạn của quá trình thiết kế. Còn theo Interaction Design Foundation thì họ cho rằng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là cái quá trình thiết kế lặp đi lặp lại, trong đó nhà thiết kế sẽ tập trung vào người dùng và nhu cầu của họ trong mỗi giai đoạn của quá trình thiết kế. Thì để nắm được thiết kế lấy người dùng làm trung tâm thì chúng ta phải hiểu rõ hơn đặt người dùng lên vị trí trung tâm là như thế nào. Các bạn ơi, khi mà các bạn xem thì có những cái tài liệu họ gọi là User Centered Design hoặc bạn gọi là Human Centered Design cũng được nha. Thì đặt con người lên vị trí trung tâm là mình làm gì nè cả lớp? Tức là đặt con người lên trước hết, thiết kế hệ thống tương tác hỗ trợ cho con người và cho con người cảm thấy thú vị khi sử dụng nó, và nghĩ về những gì mà người dùng họ cần hơn là công nghệ có thể hỗ trợ, và thiết kế cái cách mới để kết nối con người với con người, và phải có sự tham gia của con người trong quá trình thiết kế, và thiết kế phải có cái sự đa dạng. Thì đó là những ý chính để lấy con người làm vị trí trung tâm, các bạn chú ý nha. Rồi, và các cái nguyên tắc thiết kế lấy con người làm vị trí trung tâm, lấy người dùng làm vị trí trung tâm là cái sự hiểu rõ ràng giữa người, có nghĩa là nguyên tắc mình áp dụng cho thiết kế lấy con người làm vị trí trung tâm, lấy người dùng làm vị trí trung tâm, đó là phải hiểu rõ người dùng và những cái yêu cầu nhiệm vụ của họ, và phải kết hợp cái phản hồi của người dùng để mà xác định được những yêu cầu và thiết kế, và người dùng sẽ tham gia vào từ rất sớm và tham gia một cách chủ động để mà đánh giá những cái giải pháp thiết kế của chúng ta ha. Và kết hợp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm với những cái hoạt động phát triển khác. Và các bạn nhớ nha, thiết kế này là một quá trình lặp đi lặp lại. Thì đó là những cái chia sẻ của cô về thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Thì đây là cách tiếp cận thứ nhất, và đây là cách tiếp cận khá là phổ biến và được nhiều người áp dụng. Bây giờ chúng ta qua hướng tiếp cận thứ hai, đó là Goal Directed Design, thiết kế hướng tới mục tiêu nha. Thiết kế hướng tới mục tiêu bao gồm là thiết kế về hành vi của sản phẩm, những cái form thị giác và những cái form vật lý, và tiền đề chính của cái thiết kế này là cái cách tốt nhất để thiết kế thành công là chúng ta hãy tập trung vào đạt được những cái mục tiêu, tập trung vào đạt được những cái mục tiêu nha cả lớp. Và thiết kế hướng tới mục tiêu nó bao gồm nhiều kỹ thuật như là dân tộc học nè, phỏng vấn các bên liên quan nè, nghiên cứu thị trường nè, mô hình người dùng chi tiết nè, thiết kế dựa vào kịch bản nè, và một tập các cái nguyên tắc thiết kế và những cái pattern, những cái mẫu thiết kế. Thì một hồi cô sẽ có chia sẻ khá thú vị về pattern này là gì nha, những cái mẫu thiết kế. Và cái quá trình này nó nhìn chung nó chia làm 6 giai đoạn nha cả lớp. Thứ nhất là research, nghiên cứu. Thứ hai là modeling, mô hình hóa. Thứ ba là requirement definition, xác định được những cái yêu cầu. Thứ tư là framework definition, tức là xác định khung. Thứ năm là refinement, sàng lọc. Và cuối cùng là support, hỗ trợ. Thì giai đoạn đầu tiên, research, cái giai đoạn nghiên cứu này. Thì cái giai đoạn nghiên cứu này là cả lớp, chúng ta sẽ sử dụng những cái công nghệ thuộc về lĩnh vực dân tộc học như là quan sát người dùng và những cái phỏng vấn dựa vào ngữ cảnh để mà cung cấp những cái giá trị, những cái dữ liệu định tính về cái người dùng tiềm năng hoặc là người dùng thực tế của sản phẩm. Và nó cũng bao gồm cái vấn đề, nó bao gồm cả cái quá trình là đánh giá sản phẩm cạnh tranh, đánh giá về nghiên cứu về thị trường và những cái công nghệ, cũng như là chiến lược về sản phẩm, chiến lược về thương hiệu, cũng như là phỏng vấn trực tiếp với các bên liên quan, với các nhà phát triển, với những cái chuyên gia, chuyên gia về vấn đề gì đó, hoặc là chuyên gia vấn đề, hoặc là với những chuyên gia về công nghệ. Thì đây là cái giai đoạn nghiên cứu. Tiếp theo, giai đoạn thứ hai, modeling. Giai đoạn modeling, thì ở giai đoạn modeling này là chúng ta sẽ lập mô hình. Thì trong cái giai đoạn modeling này, cái giai đoạn lập mô hình này nè, chúng ta sẽ, trong giai đoạn này, thì cái mẫu hành vi và cái mẫu luồng công việc sẽ được khám phá thông qua quá trình phân tích các nghiên cứu, và phỏng vấn sẽ được tổng hợp vào những cái mô hình miền và mô hình người dùng. Cái mô hình miền á, nó sẽ bao gồm
cả cái luồng thông tin và cái sơ đồ luồng công việc. Riêng mô hình người dùng hay còn gọi là persona. Persona là gì cả lớp biết không? Đó là chân dung khách hàng. Tức là ví dụ cô hay nói là các bạn ơi, cái hệ thống tương tác các bạn hướng tới nhóm người dùng nào, thì bạn sẽ xây dựng persona, tức là bạn xây dựng cái chân dung khách hàng, tức là bạn xây dựng bằng phát thảo một cái chân dung khách hàng. Ví dụ cái nhóm người dùng này nè, cái độ tuổi là khoảng là bao nhiêu tuổi nè cô ha, rồi có cái sở thích như thế nào, có khả năng như thế nào đó, và có nhu cầu như thế nào, thì đó là cái phần personal, chân dung khách hàng. Thì mô hình người dùng hoặc là chân dung khách hàng chi tiết nó sẽ cùng với mô hình người dùng tổng hợp để mà đại diện cho những cái nhóm riêng biệt, những cái nhóm khác biệt về hành vi, về thái độ, về cái khả năng, về mục tiêu và động lực được quan sát và xác định trong suốt cái giai đoạn trước đó là giai đoạn nghiên cứu. Giai đoạn thứ ba, xác định những yêu cầu. Cái giai đoạn mà xác định những yêu cầu này thì cái phương pháp thiết kế được sử dụng trong cái giai đoạn xác định yêu cầu này, đó là nó sẽ cái phương pháp thiết kế mà được sử dụng bởi cái giai đoạn này nè các bạn, nó sẽ cung cấp sự kết nối rất cần thiết giữa người dùng và những cái mô hình khác và cái khung dùng để thiết kế. Và cái giai đoạn này thì mình sẽ sử dụng thiết kế dựa vào kịch bản, phương pháp thiết kế dựa vào kịch bản cùng với cái sự sáng tạo của tập trung vào kịch bản và đáp ứng được cái mục tiêu cũng như những nhu cầu của những mẫu khách, chân dung khách hàng cụ thể, những cái persona cụ thể hơn. Và giai đoạn thứ tư, framework definition, xác định framework, xác định khung. Thì trong cái giai đoạn xác định khung này nè, nhà thiết kế sẽ tạo ra được những cái khái niệm sản phẩm tổng thể, sẽ xác định được những cái framework, những cái khung cơ bản cho hành vi sản phẩm nè, cho thiết kế thị giác nè, và nếu có thể là cả thiết kế vật lý luôn. Thì cái nhóm thiết kế của chúng ta sẽ tổng hợp những cái khung tương tác này bằng cách áp dụng hai phương pháp luận, với kết hợp với cái kịch bản dựa vào người cảnh, kết hợp với kịch bản dựa vào người cảnh. Thì cái phương pháp thứ nhất chúng ta áp dụng đó là chúng ta sẽ sử dụng những nguyên tắc thiết kế hệ thống tương tác để mà cung cấp cái hướng dẫn để xác định được cái hành vi của hệ thống một cách chính xác trong những ngữ cảnh khác nhau. Và phương pháp thứ hai chúng ta áp dụng đó là những cái mẫu thiết kế tương tác, những cái pattern, những cái mẫu thiết kế tương tác để mà mã hóa được những cái vấn đề tổng thể, để mà giúp mình phân lớp những cái vấn đề đã được phân tích trước đó. Thì một hồi nữa cô sẽ có một chia sẻ thú vị về design pattern, mẫu thiết kế là gì để cho lớp mình hiểu rõ hơn. Và giai đoạn thứ năm là requirement, sàng lọc. Ở giai đoạn sàng lọc này là cái lớp thì nó tiến hành giống giống như là cái giai đoạn xác định khung á, tuy nhiên nó sẽ tăng cường tập trung vào sự chi tiết và quá trình cài đặt. Và đỉnh cao của giai đoạn sàng lọc là những cái tài liệu chi tiết của thiết kế, bao gồm form thiết kế và đặc tả hành vi, sẽ được phân phối dưới dạng giấy hay bất kỳ phương tiện tương tác nào khác, như là xác định, như là ngữ cảnh nha. Và giai đoạn cuối cùng, sự hỗ trợ cho giai đoạn support, thì các bạn bất kỳ một cái giải pháp thiết kế nào mà được cho là có cái khái niệm tốt hay là được xác thực á, thì cũng không thể nào lường được những cái đánh giá từ những cái đánh giá với những cái thử thách phát triển cũng như là những cái câu hỏi về công nghệ. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta sẽ sẵn sàng trả lời được những câu hỏi của các nhà phát triển khi mà họ đưa ra trong suốt quá trình chúng ta xây dựng cái hệ thống này. Thì đó là 6 giai đoạn mà cô vừa chia sẻ trong cái thiết kế hướng tới mục tiêu. Thiết kế hướng tới mục tiêu. Và trong thiết kế hướng tới mục tiêu thì có một cái khái niệm khá thú vị, đó là Interaction Design Pattern, đó là Design Pattern. Cái mẫu thiết kế như vậy, cái pattern là cái gì? Chúng ta cùng tìm hiểu định nghĩa và hãy xem thêm một số ví dụ và một số chia sẻ của cô về pattern cho lớp mình biết ha. Thì cả lớp ơi, đây, design pattern, mẫu thiết kế. Thì một cái design pattern, một cái mẫu thiết kế, nó dùng trong cái lĩnh vực kiến trúc và trong khoa học máy tính. Đây là một cái cách mà bạn tài liệu hóa cái một cái cách một cái hình thức để bạn tài liệu hóa
các cái giải pháp cho một cái vấn đề thiết kế nào đó ở một lĩnh vực cụ thể, và một lĩnh vực cụ thể chuyên biệt nào đó, một lĩnh vực cụ thể chuyên chuyên biệt nào đó. Và cái ý tưởng mà mẫu thiết kế cái design pattern này nè thì bắt đầu được giới thiệu bởi kiến trúc sư Christopher Alexander trong cái lĩnh vực kiến trúc, nhưng ngày nay nó được phát triển trong nhiều lĩnh vực khác, và nó đã được phát triển trong nhiều lĩnh vực khác luôn, nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có cả khoa học máy tính của chúng ta. Và một tập hợp những cái mẫu thiết kế này liên quan đến một cái lĩnh vực cụ thể nào đó thì chúng ta gọi là một ngôn ngữ pattern, một ngôn ngữ mẫu, một cái ngôn ngữ mẫu. Thì đây là cái định nghĩa để chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì có một cái chia sẻ nữa là theo Green, Sharp and Roger thì họ nói rằng mẫu thiết kế là cái giải pháp cho một cái vấn đề trong một cái ngữ cảnh nào đó. Ví dụ mẫu thiết kế này, cái mẫu này, cái pattern này nè, nó cái pattern nó sẽ mô tả một cái vấn đề, một cái giải pháp và nơi mà giải pháp được tìm thấy. Và cái đặc điểm chính của cái pattern này, cái mẫu thiết kế này là nó mang tính chất tổng quát, tức là nó sẽ được khởi tạo và cài đặt trong nhiều cách khác nhau. Và cái pattern này khá là thú vị, nhưng pattern language thì lại mạnh mẽ hơn, vì pattern language, ngôn ngữ mẫu, là một cái mạng lưới các cái mẫu liên quan đến đến cái lĩnh vực cụ thể nào đó mà làm việc cùng với nhau để tạo ra một cái cấu trúc hoàn chỉnh. Thì đó là chia sẻ về pattern cho các bạn. Và cô sẽ cho các bạn một cái ví dụ, một cái example, một cái ví dụ về design pattern này nè ha. Thì đây là, đây, để cô share màn hình nha. Đây, cô mới tìm được một tài liệu khá là thú vị. Đây, cô share cho các bạn xem. Cô sẽ giới thiệu với các bạn một cái design pattern mà khá là quen thuộc với các bạn luôn. Đây. Đây nè, cả lớp ơi, đây là. Đây. Ủa, sao tự nhiên nó bị treo máy vậy ta? Đây, đây các bạn. Các bạn vẫn còn thấy ha. Đây, nó gọi là sign map poster. Thì sign map poster là một cái mẫu thiết kế mà dùng để cung cấp, cô nhắc lại, đây, tôi phóng to ra cho lớp mình dễ thấy. Các bạn sẽ thấy nè, đây. Sign map poster là một cái mẫu thiết kế được dùng để cung cấp cho người dùng các liên kết mà rất là quan trọng, tức là nó cung cấp những liên kết quan trọng cho tất cả người dùng, bất kể là người dùng ở vị trí nào của cái cấu trúc cây của website, thì họ dùng cái footer, tức là trong footer này nó sẽ cung cấp cái sitemap footer này, cung cấp cho tất cả người dùng những cái liên kết quan trọng cho tất cả người dùng, bất kể là họ ở cái vị trí nào của website của chúng ta, ở vị trí nào trong cái cấu trúc cây của website. Thì thông thường trong một cái web page thì các bạn kéo xuống tuốt ở dưới này, thì cái phần dưới này nè các bạn, đó các bạn nhìn nha, thì cái phần này họ gọi là footer. Thì trong cái phần footer này thường họ sẽ có những cái liên kết. Thì những liên kết này là những liên kết quan trọng cho người dùng. Mặc dù người dùng đến bất kể website nào, thì ở cuối cái phần footer vẫn có những liên kết quan trọng. Ví dụ cô đang ở homepage, ví dụ như cô vô cái phần literature đi. À, cô vô đây nha. Thì khi mà cô kéo xuống footer thì vẫn là những liên kết quan trọng. Thì đây là một cái pattern. Nó đây là một cái ví dụ về một cái pattern cho các bạn hiểu ha. Thì đây là cái pattern. Đó. Đây. Back trở lại nha. Thì đây là cái ví dụ của cô về cái footer, pattern của sitemap footer. Đây, sitemap footer hay các bạn ha. Và có một chia sẻ khá thú vị với các bạn là design pattern khá là tốt và ứng dụng rất là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta, các bạn ơi, các bạn hãy cẩn thận, vì đôi khi các bạn sẽ gặp phải dark pattern. Đây, các bạn thấy chữ này ha. Dark button là gì? Thì có một cái website rất là thú vị. Thì website này chia sẻ rất là nhiều về dark button. Thì nó gọi là deceptive design button, có nghĩa là thiết kế mà nó gọi là, hay còn gọi cái tên là dark button. Rồi.
Rồi, các bạn đợi cô xíu ha. Rồi, các bạn nhìn sơ qua cái website này ha, thì cô đây để cô chia sẻ với các bạn một số thông tin về Duck Button. Nó gọi là Deceptive, là thiết kế đánh lừa người dùng. Deceptive Design Button là cái mẫu đánh lừa người dùng, hay còn có cái tên là Duck Button. Cái tên Duck Button thì nó phổ biến hơn nha các bạn. Duck Button, mẫu thiết kế tối. Mà là sao? Tức là nó sẽ, khi mà người dùng truy cập những cái website này nè, thì nó sẽ làm cho người dùng thực hiện những cái mà họ không mong muốn, như là mua cái gì đó, hay là subscribe, đăng ký một cái gì đó. Là mục tiêu của cái design button, cái Duck Button, xin lỗi. Có nghĩa là Duck Button là gì? Là khi người dùng truy cập đến cái web hay là website ứng dụng này, thì họ sẽ thực hiện những cái họ không mong muốn, thực hiện những cái mà họ không muốn, như là mua cái gì đó hay là subscribe, đăng ký một cái gì đó. Thì nó có nhiều loại mà Duck Button lắm các bạn. Đây, và ở đây là cô sẽ cho các bạn xem một vài cái ví dụ như thế nào là cross motel và thế nào là misdirection, accident code hay là gì đó. Thì cô sẽ chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất, qua bên đây, cross motel là gì? Đây là thiết kế nó làm cho bạn dễ dàng đi vào trong bất kỳ tình huống nào, nhưng sẽ rất khó cho bạn khi bạn đi ra. Ví dụ, bạn sẽ subscription, tham gia, đăng ký tham gia một cái gì đó. Thì một cái ví dụ như trên nè, các bạn sẽ thấy là cái trang mà bán vé Live Nation hay là Ticketmaster đó, thì bạn thường các bạn vào website này để bạn mua vé. Ví dụ bạn xem một sự kiện bóng đá hay là bạn xem một chương trình ca nhạc nào đó, thì khi mà bạn mua vé đó các bạn, thì nó sẽ, khi mà bạn mua vé nè, thì nó sẽ lén nó sẽ lén cho bạn đăng ký tham gia để mà đọc cái báo, ví dụ như Rolling Stone nè, vào trong cái giỏ hàng của bạn. Và trong cái thiết kế này nè, thì cái phần mà cái option mà chọn mà từ chối cái đăng ký này á, nó sẽ xuất hiện ở bên dưới, mà nó làm vào một cái checkbox mà bạn dường như là bạn phải thật là chú ý thì bạn mới thấy được. Cô ví dụ nha, nói đơn giản như bây giờ cô vào trang Live Nation này, okay, cô mua vé xem một cái sự kiện, thì dĩ nhiên là cô sẽ bị trả tiền vé rồi. Thì trong đây các bạn sẽ thấy không, cô phóng to ra, các bạn sẽ chú ý cái phần này nè. Thì mặc nhiên cô sẽ phải trả tiền vé đó rồi. Thì có những cái thông tin đây nè, các bạn chú ý nè. Đây, tự nhiên nè, ticket special bonus, bạn sẽ có 1 năm tham gia để đọc báo Rolling Stone, và chỉ có giá là $12.95 thôi. Mà có nghĩa là một cái bonus cho bạn là bạn sẽ tham gia để đọc cái báo mà Rolling Stone này là chỉ có $12.95 thôi đó. Và mặc nhiên á, là nó lại thêm cái bonus là bạn subscription, bạn đăng ký tham gia để đọc báo Rolling Stone này nè, trong vòng 1 năm nó thêm vào. Và trong đó cái checkbox lựa chọn là tôi từ chối cái subscription đến Rolling Stone thì nó lại khá là nhỏ và nằm ở dưới, và nó là một cái checkbox, và mặc nhiên default của nó là nó không check vào. Cho nên á, nếu như mà mình không chú ý các bạn, khi mình mua vé xem chương trình ca nhạc thì đi, cái ví dụ một cái Live Nation này đó, một chương trình nào đó, cái tự nhiên cái nó thêm vào cái bonus là 1 năm tham gia đọc báo Rolling Stone với $12.95. Mà mặc nhiên nếu mình không nhìn kỹ cái chữ nhỏ nhỏ này, mình không chú ý là mình bỏ qua, mình check out, mình thanh toán, tự nhiên thì bạn sẽ mất $12.95 để bằng subscription để bạn tham gia đọc báo Rolling Stone đó các bạn. Cho nên để tránh thì các bạn thông thường là bạn phải đọc thật kỹ cái thông tin này nè ha. Sau đó là bạn đọc xong đây và nói là tôi check vô đây để tôi từ chối subscription Rolling Stone. Đó, các bạn chú ý ha. Tại vì họ dựa vào làm thói quen của người dùng á, thông thường á, người ta đâu có đọc hết từng từ đâu các bạn. Nhiều khi người ta skip, người ta lướt qua. Thì tới phần này, giống như cô nè, cô cũng không để ý nữa. Chứ cô cũng không để ý nữa, cô phải đọc một thanh toán. Thế là mất $12.95 để subscription cho Rolling Stone. Đó các bạn ha. Đó, thì là một cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai nó gọi là misdirection. Thì đây là cái thiết kế mà buộc người dùng chú ý. Đây là cái thiết kế mà nó, cái thiết kế này nè, thì nó tập trung vào sự chú ý của người dùng vào một thứ nào đó, và nó sẽ làm bạn sao lãng chú ý vào thứ khác. Tức là
thiết kế này nó sẽ tập trung để bạn tập trung chú ý một cái điều nào đó, và trong khi đó là bạn lại sao nhãng cái vấn đề khác, sao nhãng sự chú ý đến vấn đề khác. Thì ví dụ như là cái trang Australian Low Cost Airlines Jetstar.com nè, trang này cái bắt đầu bạn đặt vé nha, đặt vé nha, rồi return luôn nha, vé 2 triệu luôn nha. Đó, tới đây thì tới phần mà chọn ghế đó, thì lúc mà bạn chọn ghế thì mặc nhiên á là nó chọn sẵn cho bạn một cái ghế, nó là reselect seat, có nghĩa là nó chọn sẵn cho bạn một cái ghế, và cái ghế này thì bạn phải trả thêm $9, tại vì mình 2 triệu mà $4.5 là mỗi chiều thì bạn phải trả thêm $9 đó. Thì nếu mà bạn không chú ý nó chọn sẵn cho bạn thì tự nhiên mặc nhiên bạn mất thêm $9, tại vì cái ghế này nó phải trả thêm $9. Hoặc là như ví dụ như vậy, các bạn thấy những cái ghế những cái mũi to gì không, thì nhiều khi mình không chú ý đó các bạn, thì các bạn mới click vô chọn cái ghế này. Nhưng nếu như bạn thực sự cẩn thận và tránh cái đắp button này, cái chỗ này nè, là bạn phải kéo xuống, bạn kéo xuống và bạn xem chú ý cái ghi chú, bạn mới phát hiện ra thì ra là extra leg room seat, có nghĩa là cái ghế này thì cái nó dành cho, nó có cái phần chỗ ngồi, cái khoảng cách giữa hai ghế nó xa nhau để dành cho những chúng ta có thể duỗi chân thẳng ra đó. Extra leg là vậy ha. Đó, thì nếu mà bạn chọn cái ghế như vậy nè là bạn phải trả thêm tiền đó. Nếu mà mình không chú ý cái mình nhìn gì hoài, cái mình không thèm chú ý, cái mình chọn đại ghế này, thì sau đó mình mới phát hiện trả tiền xong thì bạn bị trả thêm, là tại vì bạn mua cái ghế mà extra leg room seat này nè thì phải trả thêm tiền đó. Thì đó là cái phần misdirection. Còn một cái ví dụ nữa nè, nó gọi là hidden cost, là giá mà giá ẩn nè. Ví dụ nè, khi mà bạn đến cái bước cuối cùng để check out, để mà thanh toán, thì bạn mới phát hiện ra là bạn phải trả thêm một số phí mà bạn không mong muốn, như là phí vận chuyển hay là thuế hay là vấn đề gì đó, hay là phí gì đó. Có nghĩa là bạn thanh toán xong tới cái bước cuối cùng bạn mới phát hiện ra bạn bị trả thêm một số phí, phí vận chuyển hay phí gì đó ha. Ví dụ như là cái trang ProFlower này nè, bạn muốn mua hoa thì bạn vào cái trang này, cái bạn chọn hoa bạn mong muốn mua nha. Ví dụ cô chọn là cái hoa này cô muốn mua nè, thì khi đó cô tiến hành thanh toán, thì khi đó cô đưa vào shopping cart, đưa vào giỏ hàng, thì rõ ràng là cái giá của nó vẫn là $34.99. Thì đúng rồi, nghe cái lớp vẫn là $34.99, rõ ràng tổng là $34.99 đó. Bắt đầu cô tiến hành thanh toán, thì khi trải qua tới 6 bước thanh toán, thì tại cái bước thứ 5 là cái bước gần cuối đó. Tại cái bước thứ 5 mình phải trải qua 6 bước thanh toán, thì tại cái bước thứ 5 cô sẽ điền hết những cái thông tin chi tiết, như cô điền thông tin thẻ của cô nè, chọn loại thẻ, điền thông tin thẻ, và đồng thời cô sẽ điền cái thông tin đơn hàng như là tên nè, địa chỉ của cô nè, đó, số điện thoại vân vân, cô điền hết thông tin rồi nha. Cái sau đó cái bước cuối cùng là cái bước mà bạn sẽ xem lại order, bạn review order, thì cái bước cuối cùng thì cô mới phát hiện ra là nó có thêm 2 cái phí nữa, đó là phí delivery vận chuyển, và cái phí này rất là vô lý, là chăm sóc và giải quyết vấn đề. Tự nhiên nè, lúc này cô mới phát hiện, ủa, ban đầu là chỉ có 34.99 thôi mà, tự nhiên bây giờ nó tới cái bước cuối cùng nha các bạn, bước cuối cùng luôn đó, là cái bước mà bạn confirm đó, cái đơn hàng đó, thì cô mới phát hiện bây giờ tự nhiên nó lúc này nó mới hiện lên 2 cái phí, một cái phí vận chuyển 14.99 để quyết vấn đề là $2.99 đó. Rồi cái phí này là $2.99. Cái rốt cuộc tổng cái đơn hàng là cô phải trả tới $52.97. Thì lúc này thì các bạn thấy phần lớn người dùng họ sẽ như thế nào? Phần lớn người dùng họ cũng sẽ confirm chấp nhận thôi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã trải qua 5 bước để chúng ta thanh toán, tức là bạn mất thời gian để bạn chọn lựa hoa nè, rồi sau đó bạn trải qua 5 bước để bạn điền thông tin cái thẻ visa của bạn điền thông tin của bạn, tới cái bước cuối cùng bạn mới phát hiện ra là bạn phải trả thêm cái phí. Thì thường đó, người dùng thì họ có xu hướng là thôi kệ, họ cũng được trả luôn cái phí đi, thì họ chấp nhận, xác nhận cái đơn hàng và họ mất đi cái phí đó. Tại vì sao? Vì họ không có muốn mất thời gian để vào một cái website khác để chọn lựa sản phẩm, lại tiếp tục điền những cái thông tin để thanh toán, thì họ cảm thấy là thôi mất thời gian quá, thôi kệ rồi, nãy giờ tôi thao tác nãy giờ là tôi mất tới 15 phút là vừa chọn
sản phẩm rồi thông tin này nọ điền cũng 15 phút rồi, cho nên thôi mất thời gian thôi kệ, thêm phí chắc mấy đô, thêm thêm phí đó không sao đâu, nên tôi confirm tôi xác nhận luôn vậy đó, tại vì bạn không muốn mất thời gian để vào một cái website khác và tiến hành tương tự để mà check out thanh toán cho cái sản phẩm này, thì đó là hidden fraud. Rồi các bạn có gặp trường hợp nào như vậy chưa? Duck Button nè, cô chia sẻ nè, ví dụ như Roche Motel hay là Hidden Post hay là Misdirection, các bạn đã từng gặp trường hợp nào như vậy chưa? Có chưa cả lớp? Chưa phải không? Có gặp trường hợp nào vậy như vậy? Ủa? À, đó nè bạn 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 Nguyễn Hiếu Tròn chia sẻ nè, đó tức là khi mà bạn mua hàng điện tử trên Shopee, đơn hàng tự nhiên thêm vô cái gói bảo hiểm điện tử và check sẵn luôn trong bước thanh toán cuối đó. Thật ra là thỉnh thoảng các bạn có gặp phải đó, thì đây là duck button đó, những cái mẫu thiết kế mà nó gọi là đánh lừa khách hàng á, thì như nãy giờ cô chia sẻ với các bạn á, thật ra nó có nhiều loại lắm nha, nhưng mà cô chỉ chia sẻ những cái mà mình hay gặp phải thôi, những cái mình hay gặp phải thôi. Nếu mà bạn có thích á, thì cô gửi các bạn cái link nha, các bạn nào mà thích á, thì có thể tìm hiểu về duck button để mà mình tránh gặp phải, có nghĩa là mình phải nhận thức được đây là duck button và mình sẽ tránh tránh cái phần này, mình biết được, mình nhận thức ra, mình nhận ra và mình tránh nha các bạn. Đây cô gửi cái link cho các bạn nếu bạn nào thích đó. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Nguyễn Hữu Tròn nha, đó bạn khi mua đồ trên Shopee tự động thêm vô cái gói bảo hiểm điện tử cái sẵn luôn đến bước thanh toán cuối cùng, cô nghĩ là các bạn có gặp rồi đó. Thì đó là những cái chia sẻ của cô về duck button. Rồi mình trở lại bài học nha. Rồi, để cô xíu, mình tiếp tục. Vậy mình qua cái phần design pattern mình hiểu rồi ha cả lớp. Bây giờ mình chuyển qua phần khác. Đó là cận thứ ba là thiết kế hướng tới, xin lỗi, thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm. Thì bác Norman đã mô tả một cái mô hình phân cấp bao gồm hoạt động, là những cái hoạt động thì sẽ bao gồm những cái tác vụ, hoạt động sẽ bao gồm nhiều cái tác vụ và những cái mỗi, có nghĩa là hoạt động sẽ bao gồm nhiều cái tác vụ và mỗi cái tác vụ nó sẽ bao gồm nhiều cái hành động và mỗi hành động trên chính bản thân nó lại bao gồm nhiều cái thao tác. Cô nhắc lại, bác Norman mô tả mô hình cấu trúc phân cấp như sau: một hoạt động, những cái hoạt động nó sẽ bao gồm nhiều cái tác vụ, mỗi cái tác vụ bao gồm nhiều cái hành động và mỗi hành động bao gồm nhiều cái thao tác. Và với cái mô hình này thì bác Norman ủng hộ thiết kế lấy hoạt động làm trung tâm, trong đó trước hết và quan trọng nhất là bạn phải hiểu về cái hoạt động, vì bác ấy cho rằng người dùng sẽ dễ dàng thích nghi với công cụ trong tầm tay của họ, và việc hiểu rõ hoạt động mà người dùng họ thực hiện thao tác với cái công cụ này nó sẽ ảnh hưởng một cách hiệu quả, một cách có lợi cho việc thiết kế những công cụ này. Vậy thì thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm là một cái mô hình thiết kế tập trung vào làm thế nào mà hệ thống của các bạn tạo ra một kết quả cho kết quả của một hoạt động. Và cái mô hình này nè, cái mô hình mà thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm là một mô hình có dạng TX. Nó bao gồm những cái việc nó bao gồm một TX vào những cái hoạt động xã hội và những hoạt động công nghệ. Và nó sẽ xem xét hệ thống ở dạng ở diện rộng hơn là những cái người dùng cụ thể nào. Và đây cô sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cái mô hình thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm. Thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là motivation, đó, động lực ha, rồi outcome đầu ra này hoặc là mục tiêu của bạn, rồi receiver người nhận nè, community cộng đồng nè, division of labor phân phối lực lượng, công cụ creator và những cái nguyên tắc. Thì cô sẽ đưa ra ví dụ nha, ví dụ hoạt động của bạn activity đó là nghe nhạc trong khi đang lái xe, hoạt động của bạn là nghe nhạc trong khi đang lái xe, vậy thì mục tiêu của bạn là gì? Là motivation, mục tiêu là lúc này cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi cái trạng thái của bạn như thế nào. Còn
cái mục tiêu, cái kết quả đầu ra thì là bài hát yêu thích, âm nhạc yêu thích được, có nghĩa là nhạc sẽ được được phát một cách chính xác, nhạc sẽ được phát một cách chính xác. Như vậy cái đối tượng hay là người nhận là ai, ai là người được quan sát là chiếc xe nè, chiếc xe. Còn subject hay creator là ai, ai là người thực hiện hoạt động này, tài xế. Vì đây là nghe nhạc thì vừa có tài xế và những hành khách trên xe cũng nghe nhạc luôn. Và cộng đồng thì bên cạnh tài xế đó các bạn, bên cạnh hành khách thì còn ai tham gia, còn có cộng đồng, đó là những cái trạm radio hay là những tài xế khác. Và phân phối lực lượng thì ai làm công việc gì, hành khách trên xe cũng có thể tương tác với radio này. Và những nguyên tắc như là những yêu cầu, những nguyên tắc như đến cái chọn cái kênh radio mà bạn yêu thích trước, sau đó là lịch sự hỏi hành khách để mà chọn cái kênh đó ha. Và công cụ hỗ trợ, ví dụ giao diện có thể chia sẻ GPS, hay là giao diện có thể là một cái máy tính bảng có kết nối Bluetooth. Thì đây là một cái ví dụ thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm. Rồi, thiết kế có sự tham gia, participatory design, thiết kế có sự tham gia. Nó còn có tên gọi khác, ban đầu có tên gọi của nó là thiết kế hợp tác, và bây giờ thường người ta thường gọi nó là co-design, đồng thiết kế. Tức là trước đó thì mình ban đầu có gọi là thiết kế hợp tác, nhưng bây giờ người ta hay gọi là co-design, thiết kế đồng thiết kế có sự tham gia, đồng thiết kế. Là cái cách tiếp cận mà mình sẽ cố gắng, là cái cách tiếp cận trong thiết kế là sẽ cố gắng có sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm nhân viên nè, đối tác nè, khách hàng nè, cộng đồng nè, và nhóm người dùng cuối trong quá trình thiết kế, để mà giúp cho bạn đảm bảo được, đạt được, đáp ứng được cái mục tiêu của người dùng, đáp ứng được những cái nhu cầu của người dùng và dễ sử dụng được. Và cái công nghệ thiết kế có sự tham gia này thì người dùng sẽ có liên quan chặt chẽ đến người dùng trong cái quá trình thiết kế sẽ được sử dụng, và các bên liên quan cũng sẽ tham gia trong quá trình thiết kế thông qua các cuộc họp, các cuộc hội thảo và các phiên đánh giá các ý tưởng thiết kế. Và thiết kế có sự tham gia này nó bao gồm chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, framing, tạo khung. Thì giai đoạn này, giai đoạn lập khung, giai đoạn này là nhà thiết kế, những nhà nghiên cứu sẽ xác định được mục tiêu, đối tượng, câu hỏi và những cái giả thuyết được đưa ra trong giai đoạn đầu tiên. Còn cái giai đoạn thứ hai, planning, lập kế hoạch, là xác định được cái hoạt động để mà bạn hỗ trợ việc chứng minh cái giả thuyết của bạn là đúng. Và cái thứ ba, facilitating, tạo điều kiện, bạn sẽ điều chỉnh và chạy những cái phiên nghiên cứu thiết kế có sự tham gia. Giai đoạn cuối cùng, analyzing, phân tích, thì kết quả từ cái việc chạy những phiên có sự tham gia sẽ được phân tích, sẽ được trình bày và lập số liệu và lập tài liệu. Bây giờ tìm hiểu từng bước cụ thể nha. Giai đoạn đầu tiên, tạo khung, thì phải chọn cái người dùng của bạn nè, tạo ra được cái mục tiêu nghiên cứu nè, và dùng những cái ý tưởng và những cái giả định để tạo ra giả thuyết trong giai đoạn đầu tiên. Và bạn phải xác định được cái phương pháp nào bạn sử dụng trong những phiên thiết kế có sự tham gia với nhóm người dùng. Giai đoạn 2, planning, lập kế hoạch, xác định được chính xác cái vị trí, những người tham gia, kích thước nhóm và cách thu thập dữ liệu. Bạn thu thập dữ liệu bằng cách nào? Bạn ghi chú hay là bạn thu âm hay là video hay là những cái công cụ khác. Và các cái loại hoạt động như là ví dụ như tường thuật theo cái kinh nghiệm hay là sự ưu tiên nào đó. Và bạn ánh xạ những hoạt động trong những cái giai đoạn thiết kế này như là cái hoạt động là tường thuật lại trong suốt cái quá trình phân tích. Như là hoạt động tường thuật lại được dùng để mà phân tích những cái nhu cầu, được dùng để mà phân tích những cái nhu cầu người dùng. Giai đoạn thứ ba, facilitation, là tạo điều kiện. Thì giai đoạn này phải được chuẩn bị và nó sẽ phản ánh lại cái phản ánh cái thực hành của bạn, và bạn sẽ điều chỉnh cái cách mà bạn phân phối đến với khán giả, cách phân phối, cái phong cách phân phối đến khán giả, và bạn sẽ giải quyết những cái câu hỏi khó, những tình huống khó và thu hút khán giả tham gia thông qua những cái câu hỏi mở, và phải dễ dàng tiếp cận được và phải hiểu và giải quyết được những cái vấn đề
động lực của nhóm. Còn giai đoạn cuối cùng, analyze it, phân tích những cái dữ liệu không liên quan, những dữ liệu không hoàn chỉnh hay những dữ liệu không cần thiết sẽ được xóa bỏ, và chuẩn hóa dữ liệu của bạn, sẽ có quá trình chuẩn hóa dữ liệu của bạn, và tổng hợp lại những cái ý chính, tạo ra sự trực quan, và tài liệu sẽ được tìm thấy, sẽ được tìm thấy trong những cái hoạt động. Thì các bạn ơi, cô với các bạn đã thảo luận về bốn cái phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác, bao gồm thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, thiết kế hướng tới mục tiêu, thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm, và thiết kế có sự tham gia. Trong khi thiết kế lấy người dùng làm vị trí trung tâm là quá trình thiết kế lặp đi lặp lại, trong đó nhà thiết kế tập trung vào người dùng và nhu cầu của họ trong mỗi giai đoạn của quá trình thiết kế. Còn cái tiền đề chính chủ yếu của thiết kế hướng tới mục tiêu là cái cách tốt nhất để thiết kế là tập trung vào đạt được các cái mục tiêu. Còn thiết kế có sự thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm là mô hình thiết kế tập trung vào làm thế nào một cái hệ thống tạo ra được kết quả của cái hoạt động. Còn riêng thiết kế có sự tham gia là cách tiếp cận thiết kế cố gắng có sự tham gia chủ động của các bên liên quan trong quá trình thiết kế để mà đảm bảo được chúng ta đáp ứng được những cái yêu cầu của họ và dễ dàng sử dụng được. Thì đó là chia sẻ của cô. Và đây là tài liệu tham khảo ha. Và câu hỏi cho lớp mình là các bạn ơi, bốn cách tiếp cận thiết kế lấy người dùng làm vị trí trung tâm, thiết kế hướng tới mục tiêu, thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm, thiết kế có sự tham gia, bạn sẽ chọn lựa thiết kế nào cho cái giải pháp thiết kế cho cái phần mà ví dụ tôi cầu các bạn thiết kế một cái prototype nguyên mẫu cho ứng dụng di động, ví dụ như là mobile app ứng dụng di động đặt trà sữa, đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa. Ví dụ các bạn lựa chọn đề tài đó, thì đối với bốn hướng tiếp cận nè, thì bạn sẽ lựa chọn hướng tiếp cận nào? Các bạn cứ đánh số. Số 1 là thiết kế lấy người dùng làm vị trí trung tâm. Số 2 là thiết kế hướng tới mục tiêu. Số 3 là thiết kế lấy hoạt động làm vị trí trung tâm. Và số 4 là thiết kế có sự tham gia. Bạn trả lời bằng đánh số 1, 2, 3, 4 nha. Để cô xem cho phần lớn các bạn chọn thiết kế nào. Rồi cứ gõ số cho cô được rồi. Cứ gõ số đi. Cô đợi vài phút nha. Để coi phần lớn các bạn chọn thiết kế nào. Bạn Tô Huy khá là đặc biệt khi mà bạn chọn thiết kế hướng tới mục tiêu nha. Phần lớn là các bạn chọn một hết, tức là các bạn đều yêu thích cái hướng tiếp cận mình. Thiết kế lấy người dùng làm vị trí trung tâm. Có một ngoại lệ đó là bạn Nguyễn Tô Huy, thì bạn Huy chọn thiết kế hướng tới mục tiêu khá là đặc biệt. Rồi và bạn Cường nói chứ, bạn Cường lại thích thiết kế có sự tham gia, tức là có sự tham gia của các bên liên quan luôn. Rồi bạn Hoàng Linh cũng vậy nè, bạn Trọng Hiếu cũng chọn là thiết kế có sự tham gia, đồng thiết kế. Rồi cảm ơn cả lớp nha. Các bạn biết không, trong bốn cái cách tiếp cận này nè, thì như cô nói ban đầu á, thì phần lớn người dùng họ chọn cách tiếp cận là thiết kế lấy người dùng làm vị trí trung tâm. Đó thì là họ phần lớn xu hướng người dùng là như vậy. Tuy nhiên ba cách tiếp cận còn lại cũng rất là hay và khá thú vị nha các bạn nha, cũng nếu mà bạn áp dụng được thì khá là hay và thú vị đó. Rồi cảm ơn cả lớp nha. Bây giờ chúng ta qua nội dung quan trọng nhất của ngày hôm nay, và sau nội dung này chúng ta sẽ tiến hành làm bài báo cáo giữa kỳ. Đó là nội dung, để cô xem màn hình cái ngàn để cô mở phải là nội dung quan trọng nhất để mà hỗ trợ cho các bạn làm bài báo cáo giữa kỳ. Khoan, cô quên nha. Ở đây mới đúng. Rồi, cô share lại cái nha. Đây, chương 5, prototyping, tức là tạo nguyên mẫu, tạo ra prototype. Vậy thì, nguyên mẫu là cái gì vậy các bạn? Prototype là gì vậy? Một prototype, một nguyên mẫu là cái thể hiện của cái ý tưởng được chuyển thành các định dạng mà truyền đạt ý tưởng đó đến người khác, hoặc mình dùng nó để kiểm thử với người dùng. Và mục tiêu của nó là mình sẽ cải thiện cái ý tưởng đó theo thời gian.
Và các bạn biết không, prototype nguyên mẫu nó giống như là cái công cụ mà di chuyển qua một cái công cụ, những cái công cụ di chuyển qua cái không gian thiết kế nơi mà những cái giải pháp thiết kế thay thế là có thể có, và cái sự logic, cái sự hợp lý của nó, cái sự hợp lý của nó sẽ được khám phá, và nhà thiết kế sẽ truyền đạt cái sự hợp lý của thiết kế, của giải pháp thiết kế của mình thông qua những cái prototype, những cái nguyên mẫu này. Và cái prototype này nó sẽ kích thích cái sự phản xạ, cái sự phản ánh, và nhà thiết kế sử dụng chúng để mà định hình, để mà tinh chỉnh và khám phá ra những cái giải pháp trong vùng không gian thiết kế. Và một cái prototype, một nguyên mẫu có thể là một cái mô hình giấy nào đó để mà thể hiện ý tưởng thiết kế của chúng ta, hoặc là một cái thành phần được làm sẵn nào đó, hay là một cái hình ảnh điện tử, hoặc là một cái video, một cái giả lập video nào đó, hoặc là những cái phần, hoặc là một phần của phần cứng hoặc là phần mềm phức tạp nào đó, hay là một cái mô hình ba chiều của trạm làm việc đó, mô hình ba chiều nào đó của trạm làm việc. Và tại sao chúng ta phải tạo nguyên mẫu như thế đó? Tại sao mình phải tạo nguyên mẫu này? Đó. Tại sao chúng ta phải tạo nguyên mẫu? Đây câu hỏi nha. Đây. Thực ra nguyên mẫu prototype rất là hữu ích bởi vì nó sẽ thể hiện được cái khái niệm trong giai đoạn đầu tiên hình thành ý tưởng, trong giai đoạn đầu tiên của thiết kế, và nó dùng để kiểm thử chi tiết những cái khái niệm ở những giai đoạn sau, và được sử dụng để đặc tả, để mà chuyên biệt hóa cho cái sản phẩm cuối cùng, đặc tả cái chuyên biệt hóa cho sản phẩm cuối cùng, và nó còn hỗ trợ nhà thiết kế lựa chọn những cái giải pháp thay thế. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải tạo nguyên mẫu, tạo ra prototype. Và chúng ta có bao nhiêu loại prototype các bạn? Thì chúng ta chủ yếu ở đây chúng ta có 3 loại prototype, đó là low-fidelity prototype, low-fidelity prototype, cô hay gọi tắt là low-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực thấp, mid-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình, high-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực cao. Thì đối với low-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực thấp, thì low-fidelity prototype nó sẽ không giống lắm với cái sản phẩm cuối cùng nghe cái lớp. Tại cái prototype nguyên mẫu mức thấp này nè, có độ trung thực thấp này nè, thì nó không có giống lắm với cái sản phẩm cuối cùng, và nó cũng không cung cấp những cái chức năng tương tự như sản phẩm cuối cùng luôn. Nó có thể là mô hình bằng giấy nè, hoặc là giấy cứng nè, hoặc là một cái storyboarding, hoặc là một cái bản thảo nào đó. Đây ví dụ nè, storyboarding nè, hay là một cái sketchup, cái bản vẽ, bản phác thảo nào đó giống vậy thôi nha. Và low-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực thấp, nó có những đặc tính như sau. Cái low-fidelity prototype nó chủ yếu tập trung vào việc hiểu cái ý tưởng thiết kế ở dạng ở cái việc mà ở sự nó tập trung vào việc làm nổi bật các ý tưởng thiết kế ở mức cơ bản thôi. Tức là mình tập trung vào làm nổi bật cái ý tưởng thiết kế ở mức cơ bản, như là tập trung vào cái ý tưởng thiết kế cơ bản như là nội dung nè, hình thức nè, cấu trúc nè, cái giai điệu của thiết kế, những cái chức năng chính, những cái yêu cầu chức năng chính và cấu trúc của sự thông thường. Và nó được thiết kế, nó được tạo ra một cách nhanh chóng và mình cũng có thể bỏ đi nhanh chóng và rất dễ dàng tạo ra nó ha. Mình có thể thiết kế một mình tạo ra nó nhanh chóng và mình cũng có thể bỏ đi một cách nhanh chóng. Và nó thường á, nắm bắt những cái ý tưởng, xin lỗi, nó thường á, nắm bắt những cái ý tưởng thiết kế trong giai đoạn đầu tiên, trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế á, và nó sẽ hỗ trợ cho thiết kế để mà mình có thể giúp mình đánh giá được những cái giải pháp có thể có của quá trình thiết kế trong giai đoạn đầu. Còn cái anh thứ hai, mid-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình, thì nguyên mẫu có độ trung thực trung bình nó đã bắt đầu giống với cái sản phẩm cuối cùng ít nhất ở một hướng, và nó là sự cân bằng giữa giá trị, giữa giá thành tạo ra nó và giá trị. Và nó đã bắt đầu có sự kết hợp với thiết kế trực quan, với tương tác, chức năng và phương tiện cuối. Thì mid-fidelity prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình đó, nó hữu ích bởi vì nó cho phép các bạn kiểm tra các phần tương tác ở mức chi tiết hơn, và nó cung cấp cho người dùng nhiều ngữ cảnh hơn trong cái nguyên mẫu này. Còn cái thứ ba,
cao nhất, đó là Hi-Fi prototype nguyên mẫu có độ trung thực cao. Thì Hi-Fi prototype này nó đã bắt đầu giống với cái sản phẩm cuối cùng về mặt giao diện. Nếu như mà không có tính đến cái chức năng á, thì nó đã rất đầu, nó đã bắt đầu. Cái Hi-Fi prototype này thì nó lại tương tự với cái sản phẩm cuối cùng về mặt giao diện. Nếu mà không tính gì chức năng á, và nó đã tương tự với giao diện với cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta mong đợi nha, nó đã tương tự với cái giao diện của sản phẩm cuối cùng mà bạn mong đợi. Thì Hi-Fi prototype, cái nguyên mẫu có độ trung thực cao này, nó có những đặc tính như là nó sẽ rất là hữu ích để mà bạn đánh giá chi tiết cái thành phần chính của thiết kế, như là nội dung nè, tương tác nè, chức năng nè, phương tiện cuối nè, và visual và hình ảnh, nội dung, hình ảnh, tương tác, các chức năng và phương tiện cuối. Và nó thường tạo thành cái giai đoạn quan trọng để mà có sự chấp nhận của khách hàng. Và nó thông thường được phát triển khá là tốt trong cái dự án khi mà ý tưởng của chúng ta đã bắt đầu được hình thành vững chắc, rồi các bạn. Và để dễ dàng hơn cho các bạn trong việc lựa chọn prototype thì có một cái bảng so sánh để giúp cho các bạn biết được là những cái thuận lợi, những cái ưu điểm và khuyết điểm của mọi loại prototype và nó sử dụng trong giai đoạn nào. Thì đầu tiên hết, low-fi prototype nguyên mẫu có độ trung thực thấp. Thì low-fi prototype ưu điểm của nó là gì? Mình tạo ra nó nhanh chóng, kỹ năng nó đòi hỏi kỹ năng ít, nó đòi hỏi kỹ năng thấp, nó rẻ, nó tạo ra rẻ và nó có thể làm với bất kỳ nguyên liệu, nó sẽ được tạo ra với bất kỳ nguyên liệu nào xung quanh bạn. Cô nói là ưu điểm của low-fi prototype nha. Nhanh, kỹ năng thấp, nó đòi hỏi kỹ năng của chúng ta, cái kỹ năng mình tạo ra nó thì không cần kỹ năng nhiều. Nó rẻ và mình có thể tạo ra với những cái vật liệu xung quanh của chúng ta. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là gì? Nó bị hạn chế tương tác và khó để kiểm tra chi tiết và nó ít ngữ cảnh để cho người dùng ít ngữ cảnh đó. Vậy mình dùng nó để làm gì? Mình sử dụng nó để khám phá và kiểm thử những cái khái niệm cấp cao như là luồng người dùng và kiến trúc thông tin, và nó sẽ cung cấp, có thể tốt để mà cung cấp nhiều cái phiên bản khác nhau và kiểm thử trong cái giai đoạn đầu tiên hình thành ý tưởng đó, giai đoạn đầu. Là có nghĩa là mình sử dụng nó để mà mình có thể tạo ra những cái phiên bản low-fi prototype khác nhau để mình dùng để đánh giá ý tưởng trong giai đoạn đầu tiên hình thành ý tưởng. Thì người ta sử dụng low-fi prototype. Còn cái anh ở giữa, mid-fi prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình, thì nó ưu điểm nó là gì? Nó tương tác nhiều hơn, dễ dàng kiểm thử và là sự cân bằng giữa cái thời gian và chất lượng của nó, là sự cân bằng giữa thời gian và chất lượng của nó. Nhưng khuyết điểm là nó mất thời gian để tạo ra. Nếu mà low-fi prototype mình tạo ra nhanh chóng, còn cái mid-fi prototype này nó mất thời gian nhiều hơn để tạo ra nó, nhưng mà nó cũng không có đầy đủ chức năng như là hi-fi prototype, tức là nó chưa có đầy đủ chức năng. Vậy chúng ta dùng nó để làm cái gì? Mình dùng nó để mình kiểm thử cái tương tác chi tiết và luồng người dùng. Và nó sẽ tốt để mà trình bày cho các bên liên quan, cũng như là nó sẽ có nhiều ngữ cảnh hơn. Còn riêng cái anh Hi-Fi prototype nguyên mẫu có độ trung thực cao, thì nó dường như nó là ưu điểm của nó là thiết kế hoàn chỉnh luôn rồi đó cả lớp. Nó bao gồm là nó bao gồm hình ảnh, nội dung, tương tác, và mình có thể kiểm tra tương tác ở mức rất rất chi tiết luôn. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là nó rất là mất thời gian để tạo ra nó, rất mất thời gian để tạo ra nó, và nó đòi hỏi kỹ năng, với đó đòi hỏi cái người tạo ra nó phải có kỹ năng về phần mềm hoặc là về lập trình, và nó khó khi mà kiểm tra cái khái niệm ở diện rộng. Và nó dùng để chi nha các bạn? Nó dùng để kiểm thử những cái tương tác đặc biệt và chi tiết, và nó dùng để kiểm thử trong giai đoạn cuối cùng, kiểm thử cuối cùng của luồng người dùng, và nó dùng để trình bày cái công việc cuối cùng, cái công việc thiết kế cuối cùng với những bên liên quan, thường dùng để trình bày cái giai đoạn, cái công việc thiết kế cuối cùng với các bên liên quan. Và
Các bạn chỉ cần nắm được chúng ta có ba loại prototype. Một là low file prototype, mid file prototype and high file prototype. Được rồi hả các bạn? Và tiếp theo nữa, đây là một cái chia sẻ thêm cho các bạn. Thì chúng ta đã biết, ví dụ câu hỏi là có mấy loại prototype, bạn chỉ nhớ ba loại được rồi. Low file prototype, nguyên mẫu có độ trung thực thấp. Mid file prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình. High file prototype, nguyên mẫu có độ trung thực cao là đủ rồi. Tuy nhiên ở đây cô sẽ chia sẻ thêm vì có một cái chia sẻ khá thú vị, đó là chúng ta có thể tạo ra một cái nguyên mẫu có độ trung thực hỗn hợp, nó gọi là mid fidelity prototype. Mid file prototype tức là cái nguyên mẫu mà có độ trung thực hỗn hợp. Nguyên mẫu độ trung thực hỗn hợp này nó sẽ ưu tiên trong năm hướng như sau. Thứ nhất là visual refinement, tinh chỉnh hình ảnh. Thứ hai là độ rộng của chức năng. Thứ ba là độ sâu của chức năng. Và thứ tư là tương tác. Và thứ năm là mô hình dữ liệu. Đây, chúng ta xem xét từng hướng nha các bạn. Thứ nhất, tinh chỉnh hình ảnh. Thì cái tinh chỉnh hình ảnh, cái tinh chỉnh hình ảnh á, thì thông thường á, nó được xem như là nó được xem như là cái độ trung thực luôn đó các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái cách dễ nhất để tạo ra prototype là hãy làm cho nó giống với cái sản phẩm cuối cùng. Cho nên thường tinh chỉnh hình ảnh là cơ bản là giống như là được là cái prototype. Thì cách tốt nhất tạo ra prototype là tạo ra nó cho giống về mặt giao diện á, giống với cái sản phẩm cuối cùng. Và các bạn biết không, là đối với hình ảnh mà độ trung thực thấp á, thì người ta sử dụng hình ảnh độ trung thực thấp để mà tập trung vào cái phản hồi người dùng trên cái những cái khái niệm diện rộng hơn của cái mô hình luồng người dùng, của luồng người dùng. Và riêng cái hình ảnh của cái độ trung thực cao á, thì nó cho phép các bạn kiểm tra cái touch and feel, kiểm tra giao diện và kiểm tra cái sự truy cập của thiết kế của bạn hơn. Thứ hai, độ rộng của chức năng. Thì độ rộng của cái chức năng á, độ rộng của nguyên mẫu nó sẽ xác định được là độ rộng của chức năng được trình bày trong prototype, trong nguyên mẫu này như thế nào, nhiều như thế nào. Nếu như mà độ rộng á, có độ rộng của độ trung thực cao á, thì nó cho phép bạn tương tác với tất cả những cái tính năng mà có thể click được trong một ứng dụng, có thể click được. Còn riêng độ rộng của độ trung thực trung bình á, thì nó chỉ tập trung vào một phần nhỏ của cái chức năng của cái sản phẩm mình thôi. Nó giúp cho mình dễ dàng thiết kế và kiểm thử những cái tính năng chi tiết nào đó. Xét về độ sâu của chức năng, thì độ sâu của nguyên mẫu nó sẽ xác định được là cái tính năng cụ thể nào đó của nguyên mẫu này nó được xây dựng chi tiết như thế nào ha. Và ví dụ độ rộng của nguyên mẫu, xin lỗi, độ rộng của độ trung thực cao á, nó sẽ bao gồm tất cả những cái khía cạnh của chức năng cụ thể nào đó của sản phẩm. Còn độ rộng của độ trung thực thấp á, nó thì bao gồm những cái sự đại diện của chức năng mà ở dạng chung chung thôi, ở dạng chung chung của sản phẩm thôi. Rồi, riêng về tương tác, thì tương tác của nguyên mẫu nó sẽ xác định là các cái phần tương tác của ứng dụng hay là của sản phẩm được trình bày với người dùng như thế nào. Nếu như tương tác có độ trung thực thấp á, thì nó tương tác có độ trung thực thấp thì nó sẽ đòi hỏi những cái chuyển động, những cái thao tác một cách thủ công và nó không bao gồm bất kỳ chuyển động hay là chuyển tiếp nào. Giống như hồi nữa cô kêu các bạn thiết kế cái giao diện á, thì bạn vẽ cái frame thứ nhất, cái frame thứ hai, cái frame thứ ba, thì dường như bạn ví dụ như tôi click vô cái button này qua cái frame thứ hai, thì cái sự tương tác này nè nó chủ yếu là dạng thủ công thôi và nó không bao gồm bất kỳ chuyển động hay chuyển tiếp nào hết trơn á nha các bạn. Nhưng tương tác có độ trung thực cao thì nó phải bao gồm những cái thành phần có thể click được, như là đầu vào, rồi hiệu ứng animation, rồi chuyển tiếp và đầu ra. Còn riêng mô hình dữ liệu thì cái mô hình dữ liệu nó bao gồm cái nội dung mà người dùng sẽ tương tác với giao diện và dữ liệu được sử dụng trong cả front end và back end của một sản phẩm. Thì các bạn học lập trình web, thiết kế web gì đó, thì các bạn có phân biệt được cái nào là front end và cái nào là back end không? Front end, back end là cái gì, nhớ không? Front end là phần nào, còn back end là phần nào?
Nhớ cái front end và back end không? Ôi học lập trình web rồi mờ. Đâu, ai trả lời cho tôi cái front end và back end là chỗ nào nè? Nó khác nhau chỗ nào? Nè, front end và back end. Cô đợi một phút nha. Ủa, lập trình web mới học 2 buổi hả? Đang học hả? Ủa vậy hả Tùy? Vậy thôi. Thường á, cái phần front end á, thì nó là cái phần tương tác, là cái phần phía người dùng, là phía người dùng nè, là phía người người dùng, phần tương tác, cái phần tương tác của phía người dùng thì gọi là front end. Còn backend á, thì thông thường là nó bao gồm server, một ứng dụng và một cơ sở dữ liệu. Ha. Chắc chừng nữa bạn sẽ học lập trình web sẽ rõ hơn. Tất nhiên là front end là cái phía tương tác, cái phía của người dùng á, đó là front end. Còn backend thì bên phía server bao gồm server, ứng dụng và một cơ sở dữ liệu. Rồi, rồi trở lại nha. Và nội dung á, của độ trung thực thấp thì nó sẽ không cung cấp nhiều ngữ cảnh cho người dùng và có thể làm cho người dùng và thiết kế trực quan này nó sẽ bị lệch hướng, nó bị lệch hướng tại vì không cung cấp chính xác cái sự hiểu, không cung cấp được cái sự hiểu chính xác về cái nội dung. Tuy nhiên khi bạn sử dụng mà dữ liệu có độ trung thực trung bình hay là dữ liệu có độ trung thực cao thì nó sẽ cải thiện cái khả năng sử dụng, nó sẽ cải thiện cái khả năng sử dụng, cái kiểm thử khả năng sử dụng của bạn, bởi vì là người dùng sẽ được tham khảo đến nội dung thực, nội dung thực tế luôn nha các bạn. Và các cái công cụ để tạo ra prototype thì nó khá là nhiều công cụ như là Azure, cái này nè, InVision, Figma, Justinmind and Bokto.io. Thì ở đây cô hướng dẫn các bạn sử dụng Figma vào thứ ba tuần tới nha, Figma. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái quá trình kiểm thử prototype với người dùng. Nó có ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lập kế hoạch nghiên cứu, giai đoạn thứ hai là tiến hành nghiên cứu và giai đoạn thứ ba tổng hợp nghiên cứu. Ở giai đoạn lập kế hoạch nghiên cứu thì bạn phải tạo ra được một kế hoạch nghiên cứu bao gồm chính xác là những cái giả định mà bạn muốn kiểm thử, mục tiêu của nghiên cứu, những cái cơ học, những cái câu hỏi, các cái câu hỏi cơ bản để mà bạn thiết lập được ai là người sẽ kiểm thử, đối tượng kiểm thử của bạn là, và những cái câu hỏi bạn cần phải trả lời, những cái thao tác mà người dùng cần phải hoàn thành để người dùng cần phải hoàn thành để kiểm thử cái giả định đó. Và cái câu hỏi thì thường nó có 2 loại câu hỏi để hỏi người dùng nha các bạn. Cái câu hỏi thứ nhất là những cái câu hỏi thiết lập thì nó cho phép bạn xác định được, bạn biết được là người dùng cụ thể này là ai, người dùng cụ thể này cho bạn biết được người dùng cụ thể này, và người dùng cụ thể này cho bạn biết được người dùng cụ thể này, cũng như bạn hiểu được cái nền tảng công việc của họ, bạn tìm được những cái định kiến ẩn nào đó mà có thể ảnh hưởng đến cái kiểm thử của bạn. Còn riêng những cái câu hỏi phản hồi thì được dùng để làm cho người dùng sẽ tương tác với nguyên mẫu của bạn và bạn sẽ kiểm thử xem cái mục tiêu nghiên cứu của bạn có đạt được hay không, có đáp ứng được hay không. Trong cái giai đoạn mà lập kế hoạch nghiên cứu này nè thì nó sẽ có 2 phiên, một cái phiên mở nó sẽ là dễ dàng khám phá hơn và cho phép người dùng tương tác và tìm hiểu thông qua cái sản phẩm, và nó sẽ rất tốt, rất tuyệt để mà có những cái phản hồi tổng thể về trải nghiệm của người dùng đối với sản phẩm này. Còn riêng cái phiên đóng này thì nó phải là mình sẽ tiếp cận ở cái mức mà tiếp cận cần phải hướng dẫn hơn, và người dùng sẽ được nhắc với những cái thao tác đặc biệt trong suốt cái phiên này. Giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2, chúng ta tiến hành nghiên cứu. Thì trong giai đoạn tiến hành nghiên cứu này bạn phải tìm người dùng, tìm cái participant, tìm người tham gia. Vậy người tham gia cái phiên kiểm thử này là ai? Người tham gia, tìm người dùng. Thì người tham gia này có thể là bạn của bạn, gia đình của bạn, hoặc là cuộc họp của những người cái nhóm có sở thích, nhóm nhóm đặc biệt nào đó, hoặc là những cái vùng không gian làm việc mở, và bạn sẽ lôi kéo những người dùng tiềm năng bằng cách đưa cho họ nhiều cái đãi ngộ,
để mà họ tiến hành cái kiểm thử này với bạn. Ví dụ như là với nhiều đãi ngộ, như là ví dụ lâu lâu bạn đi bạn thấy có nhiều người đưa cho các bạn cái làm cái cuộc khảo sát gì đó, là một cái bản câu hỏi trả lời trắc nghiệm. Sau khi bạn thực hiện khảo sát xong thì họ sẽ có đãi ngộ cho bạn, họ tặng bạn những cái sản phẩm nào đó, hoặc là ví dụ như tặng bạn cái gì ta, ví dụ như khảo sát gì đó thì cho bạn những cái gì sữa tắm hay dầu gội gì đó các bạn, đó là những cái đãi ngộ. Hoặc là bạn có thể mở cái một cái nhiều khảo sát, khi mà tiến hành khảo sát xong thì bạn có thể mời người ta ăn bánh hoặc là uống nước gì đó, thì đó là mình sẽ khuyến khích những người dùng tiềm năng với những cái đãi ngộ cho họ. Hoặc là bạn sử dụng những cái website mà kiểm thử người dùng online, như là trang usertesting.com là website này nè. Sau đó bạn chạy cái phiên nghiên cơ chạy cái phiên này bạn chạy cái phiên này bằng cách bạn cần phải chuẩn bị những cái tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu cái phiên này, như là cái form xác nhận đồng ý tham gia, các cái nguyên mẫu, các cái prototype, các cái nguyên mẫu, cái cách để bạn ghi âm lại, hoặc là bạn sẽ dùng cái người thứ hai, cần người thứ hai để mà ghi chú, và bạn sẽ thiết lập cái khoảng thời gian cho từng người tham gia. Ở mỗi người tham gia thì từ 5 phút, 10 phút hay 15 phút gì đó. Và bạn sẽ quan sát tương tác của người tham gia, bạn quan sát tương tác của người dùng một cách trung lập, và phải giữ lại cái sự đánh giá và giải quyết vấn đề đến khi nào mà tổng hợp được tìm thấy. Tức là bạn trung lập quan sát tương tác của họ khi họ tiến hành tham gia cái nghiên cứu này, nhưng không đưa ra bất kỳ đánh giá, không đưa ra giải quyết vấn đề nào nha các bạn. Và mình dùng thì thường á, là cái người tham gia thì cái nhóm thông thường là từ 4 đến 8 người dùng tham gia trên một cái prototype, một người mẫu. Mình cũng có thể dùng nhiều người dùng hơn, mình xin lỗi, mình cũng có thể dùng nhiều người dùng hơn nếu như mà bạn cần sự đa dạng về về người tham gia, hoặc là bạn có nhiều mẫu chuyên dùng khách hàng personal. Cuối cùng, tổng hợp nghiên cứu, thì giai đoạn tổng hợp nghiên cứu hay là gì, bạn sẽ sắp xếp lại những ghi chú của bạn, và hoặc là những viết bất kỳ thứ gì đó mà là cái phản hồi tiềm năng vào trong cái ghi chú hoặc trong một cái danh sách. Sau đó bạn nhóm những cái ý tưởng tương tự nhau thành từng nhóm, những cái ý tưởng tương tự nhau thành từng cái danh mục, từng cái danh mục, và bạn sẽ viết một cái insight cho mỗi cái danh mục, và để xác định được cái vùng vấn đề là gì, vùng thành công là gì, hoặc là những cái giải pháp, hoặc là chưa đưa ra được cái giải pháp nào đó ha. Rồi bạn nghĩ nhiều về những cái giải pháp khác nhau cho cái vấn đề, như là luồng người dùng thay thế, hoặc là cái mẫu định hướng, và bạn sẽ ghi lại những cái bạn sẽ lập tài liệu những cái quyết định thiết kế này của bạn, và bạn sẽ với sự hỗ trợ của những cái trích dẫn của người dùng cho mỗi cái insight, và ưu tiên những cái đề xuất, và bạn sẽ trình bày cái sự tìm kiếm này của bạn đến cả nhóm và những bên tham gia luôn, những bên liên quan, những bên tham gia. Sau đó bạn tạo ra cái đề xuất cho mỗi cái hướng mà bạn nghĩ là sản phẩm hoặc là tương tác nó sẽ được cải thiện, và ưu tiên cho những insight và những cái giải pháp đề xuất nên được cài đặt vào trong giai đoạn tiếp theo của nguyên mẫu, của việc tạo nguyên mẫu. Thì nói tóm lại, cô với các bạn đã thảo luận về prototype nguyên mẫu là gì, và tại sao chúng ta phải 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 sử dụng nguyên mẫu, tại sao phải tạo ra nguyên mẫu, tại sao nó lại quan trọng như vậy. Và chúng ta cũng thảo luận là các loại, các mức độ trung thực khác nhau, các mức độ khác nhau của prototype, như là low file prototype, mid file prototype và high file prototype. Và chúng ta cũng phân tích cái quá trình kiểm thử nguyên mẫu với người dùng với 3 giai đoạn: lập kế hoạch nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và tổng hợp nghiên cứu. Và xong rồi, lý thuyết đã xong, bây giờ tới phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là cô sẽ mở LD lên cho các bạn xem đó, cô xem màn hình cái nha. Thì các bạn ơi, trên LD đó các bạn kéo xuống 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 tút như này, thì ở đâu rồi ta, xin lỗi, đây báo cáo giữa kỳ, và bạn download cái mẫu báo cáo giữa kỳ này về và mở lên. Thì trong cái mẫu báo cáo giữa kỳ á này, các bạn download đúng cái mẫu này về
và các bạn ghi mã số sinh viên của các bạn, họ tên của các bạn và yêu cầu sinh viên chọn một ứng dụng di động trong danh sách dưới đây: một, mobile app đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa; mobile app đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, hoặc là thứ hai, mobile app đặt thức ăn của một cửa hàng bán thức ăn nhanh; cái thứ ba, mobile app đặt tour du lịch của một công ty du lịch; thứ tư, sinh viên tự đề xuất một mobile app nào đó, tức là các em tự đề xuất một cái mobile app khác với một khác với ba cái đề tài trên này. Mình có thể tự đề xuất một cái mobile app nào đó mình thích, sau đó hãy thiết kế low file prototype và dạng bản vẽ cho mobile app các bạn đã chọn. Thì trong cái bài làm các bạn ghi rõ là mobile app lựa chọn hai chấm, mobile app đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, hoặc là có nghĩa là bạn ghi tên chính xác mobile app bạn chọn, sau đó bạn mới trình bày các cái bản cái hình hình ảnh các cái giao diện của low file prototype dạng bản vẽ, và bạn mới trình bày các giao diện của low file prototype dạng bản vẽ của mobile app của bạn. Cái bản vẽ thì mình sẽ trình bày như vậy nè cả lớp. Lớp mình sẽ trình bày với dạng bản vẽ là bản vẽ tay ấy, bản vẽ tay cho cô. Thì ví dụ như là cô lựa chọn thử nha, mobile app của cửa hàng đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, thì giao diện đầu tiên á, cái frame đầu tiên, cái giao diện đầu tiên á, có cần phải đăng nhập không cả lớp? Đâu cả lớp còn phân tích cho cô đi, có cần đăng nhập không? Giao diện đầu tiên cần không ta? Có. Ok, cần đó. Ví dụ mình thấy cần thì giao diện đầu tiên là đăng nhập username password. Rồi tiếp theo đó, rồi như vậy là cái giao diện thứ nhất là mình vẽ là cái đăng nhập nha cả lớp. Rồi tiếp theo, cái giao diện thứ hai sẽ là homepage đúng không cả lớp? Thì trong homepage là phải thể hiện được những cái category danh mục. Ví dụ như là nếu mà trà sữa thì các bạn sẽ phân chia là gì ta? Trà sữa, trà trái cây, sinh tố gì đó ha. Còn nếu như bạn chọn lựa chọn là đặt thức ăn của một cửa hàng bán thức nhanh thì bạn chia là cái danh mục bạn là burger hay là gì đó. Chưa, này là cô mới thảo luận thôi Linh, chưa chưa đang thảo luận nên chưa xem màn hình em. Ví dụ như là burger hay là một cái vấn đề gì đó ha, burger, một cái danh mục như là burger này hay là sandwich gì đó, hoặc là khoai tây vân vân ha. Rồi sau đó nó tiếp theo là tới cái giao diện tiếp là giao diện của sản phẩm chi tiết đi nha, chi tiết sản phẩm. Rồi xong rồi tới giao diện của giỏ hàng xong rồi tới giao diện của giao diện giỏ hàng xong rồi tới giao diện thanh toán gì đó ha. Bây giờ cô sẽ cho các bạn xem nha một cái các bạn đợi cô xíu. Rồi, cô sẽ cho các bạn xem một bài của sinh viên của cô đã làm nha. Thì đây, thiết kế low file prototype sketch của mobile app đặt thức ăn của một cửa hàng bán thức ăn nhanh, tức là bạn này chọn cái tên chọn cái app là đặt thức ăn của một cửa hàng mobile app đặt thức ăn của một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Thì các bạn này vẽ là vẽ tay rồi nha, đó là vẽ ủa sao không thấy được ha. Thì đầu tiên nè, đây thì bạn phải vẽ tương tự như 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 vậy nè, phải có battery nè, rồi wifi connection. Này là xin lỗi, cái này là wifi connection ở đó ha. Rồi bao nhiêu giờ nữa ha. Rồi ở đây thì đầu tiên là bạn bật truy cập vị trí, đồng ý tiếp tục nhập vị trí của tôi hiểu không ha. Rồi giao diện thứ hai là sau khi tôi cập nhật vị trí rồi, đây là homepage. Homepage thì vẫn đầy đủ nha các bạn, để tôi làm nhỏ lại. À xin lỗi nha, để nhỏ lại mấy đứa thấy dễ thôi. Rồi đây giao diện đầu tiên nè, battery wifi ha, là bật vị trí nha. À, để cô nhỏ lại chút xíu nha. Rồi các bạn sẽ thấy đây, hình thứ nhất giao diện một nè. Ví dụ đầu tiên nếu nếu mà các bạn nghĩ là đăng nhập thì ở đây các bạn làm đăng nhập nha. Đó, nhưng mà các bạn phải vẽ một cái khung giống gì cho cô nè. Đó, sau đó là ký hiệu battery, pin, rồi wifi connection là mấy giờ gì đó. Ví dụ bật vị trí đồng ý tiếp tục ha. Cái hình giao diện thứ hai thì là homepage đó, bạn cũng vẽ tương tự như vậy, mấy giờ ha, ở giao hàng đến đâu đó, receive. Thì nó sẽ chia trong cái giao diện homepage, bạn phải chia nó ra thành những cái category danh mục. Nếu bạn chọn được đề tài là mobile app
đề tài của bạn là mobile app đặt thức ăn của một cửa hàng bán thức ăn nhanh, thì bạn sẽ chia thành những cái danh mục category như là combo bán chạy, gà, phần ăn phụ, thức uống, sushi, món tráng miệng, burger, cơm, mì phở gì đó. Còn nếu mà bạn chọn là cái đề tài là mobile app đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, thì cô đề xuất bạn là bạn phân theo danh mục như là ví dụ trà sữa, trà trái cây, sinh tố, cà phê gì đó ha. Còn nếu mà mobile app đặt tour của một công ty du lịch đó, thì ví dụ như là tour trong nước, tour ngoài nước ha. Đó thì cô nghĩ là vậy. Đúng rồi em ơi, chỉ là mình sơ lược những trang chính thôi. Trong Figma cũng vậy nữa, thường là đến hồi cô sẽ thống kê lại là mình sơ lược mình làm những trang nào, hay đợi xíu đi hồi cô thống kê lại cho, để cô giảng xong đi rồi cô sẽ thống kê lại là mình cần thiết kế những trang nào cho lớp mình rõ hơn đó. Mình vẽ tay vậy luôn hả cô? Này mình vẽ tay luôn nha, mình vẽ tay vậy luôn. Nhưng mà không phải là vẽ chi tiết hết từng cái, nhưng mà đến hồi cô tổng hợp lại là các bạn vẽ những cái giao diện gì nha. Bây giờ để cô giảng trước nha. Thì đầu tiên tiếp theo là giao diện trang chủ nè, homepage nè. Là homepage nó phải thể hiện được từng cái danh mục của bạn nha. Đó, ví dụ như là bạn này mình thể hiện nè. Tiếp theo tới trang này là trang gì? Menu món gà. Ví dụ như cô click vô món gà thì nó sẽ thể hiện là có gà rán, gà quay, đùi gà sốt tương. Đó, bạn vẽ tay gì đi. Đó, đánh giá cộng là mình thêm vô mấy sao vậy đó. Cô nhỏ lại cái nha. Sau này là nhỏ lại cho các bạn dễ thấy. Nhờ các bạn thấy giùm ha. Rồi, đó, trở lại. Thì tới giao diện thứ ba là ví dụ như cô click vô món gà thì nó hiển thị những sản phẩm liên quan đến món gà. Đó, đây, thêm sản phẩm vô mấy sao. Rồi, khi mà cô click vào cái cụ thể, click vào, ví dụ cô click vào món cô click vào một cái món ăn cụ thể, click vào thì nó phải thể hiện thông tin như sau. Chân gà nướng muối ớt bao nhiêu ha, bao nhiêu tiền, là một nè, cộng trừ. Các bạn nhớ cái này nha, nhớ không các bạn? Ví dụ như là thêm một món, hai món, ba món gì đó. Rồi, đánh giá, bình luận. Đó nha. Sau đó tới giao diện của giỏ hàng. Giỏ hàng nha, giỏ hàng. Đây, giỏ hàng như là bạn này đặt một trà sữa Bạc Hà, rồi một combo bán chạy gì nè, rồi giá nhiều, giao hàng. Sau đó để giao hàng thì bạn có thể đăng nhập hoặc tiếp tục đăng ký. Còn nếu như mà lớp mình đầu tiên vẽ cái đăng nhập thì cái bước này khỏi cần, đúng không các lớp? Nếu mà cái giao diện đầu tiên bạn đăng nhập rồi thì tới cái phần này là bạn khỏi cần đi, tức là bạn đăng nhập bạn mới vô. Còn cái bạn này là sau khi chọn xong mới bắt đăng nhập hoặc đăng ký. Còn mình là mình đã cái giao diện đầu tiên đăng nhập rồi thì bước này khỏi nha, nhớ nha. Đăng nhập Google này, Apple. Xong rồi, thông tin đơn hàng, chờ xác nhận, đang vận chuyển. Xong. Rồi, thông tin cá nhân, đăng xuất. Rồi. Khoan đi, cô coi từ. Sơ lược những trang chính chứ không cần đầy đủ so với map. Đúng rồi, so với app. Không có qua tay, cứ vẽ đi bạn Hiển không ta? Sao chữ nhỏ cô không thấy? Phạm Thế Hiển, cứ vẽ lại đi em, không sao đâu. Cô học có chấm vẽ đẹp vẽ xấu đâu, quan trọng cô chấm ý tưởng. Vẽ món luôn. Nếu mà mình vẽ không được cái món, dù như bạn đó bạn vẽ được cái đùi gà hay gì mà vẽ không được cái món á, thì mình vẽ một cái minh họa là mình vẽ từng cái ô vuông đi. Nếu mà mình vẽ không được, ví dụ bạn làm cái app mà đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, thì mấy cái món đó bạn vẽ cái ly đó, bạn vẽ cái hình minh họa như cái ly trà đó, cái ly mà như cái ly hình chữ nhật vậy nè, vẽ cái ly được rồi ha. Còn nếu không á thì bạn còn ví dụ như thức ăn như bạn này, bạn có qua tay cô cho coi là coi cái đẹp nhất, cái điểm cao nhất, rồi cô mới lấy ví dụ cho mấy em coi, thì bạn này vẽ được hình con gà gì đó, mà bạn vẽ không được bạn vẽ ô vuông cho cô cũng được. Có nghĩa là mình minh họa thay vì cái sản phẩm cụ thể, bạn vẽ cái ô vuông mà ghi là cánh gà gì đó, hoặc là vẽ cái ô vuông là burger tôm gì đó là cũng được, vẽ cái ô vuông cũng được. Vẽ máy được Quang ơi, tại vì á, một á, là lớp mình vẽ bằng tay trên giấy rồi chụp hình lại rồi dán vô bài báo cáo như bạn, tức là bạn vẽ trên giấy rồi chụp hình lại điện thoại, sau đó dán cái hình đó vô trong cái file Word của cô, rồi sau đó nộp bài bằng file PDF nha. Được. Còn nếu như á mà
dễ không dễ bằng tay thì dễ bằng phần mềm, ví dụ như Photoshop hoặc là thậm chí dễ bằng Figma hoặc bất kỳ phần mềm nào cũng được. Tức là bạn sử dụng mấy cái phần mềm mà hỗ trợ bạn vẽ đó, được vẽ tay hoặc vẽ bằng bất kỳ những cái tool, những cái software nào hỗ trợ cho bạn được luôn nha. Vẽ tay cũng được, không sử dụng Photoshop hay là dùng pen cũng được, dễ có nghĩa là muốn dễ mà bằng cái tool nào cũng được hết. Ghi chữ đùi gà thường là cái gì, rồi vẽ xấu thì nói chung đây, nói chung là vẽ không được cái hình, vẽ cái ô cho cô đi rồi ghi đùi gà quay hoặc là ghi vẽ cái ô ghi là khoai tây chiên cũng được nha. Được, tức là mình minh họa bằng một cái ô đó. Trời ơi, quạt mà vẽ vẽ nổi không Vũ, chứ tôi thấy quạt vẽ là đắc túi luôn á nha. Vũ xài, nói chung là dùng quạt vẽ được được, nhưng mà đó giờ cô thấy xài quạt vẽ thì tôi thấy nó mất thời gian nha. Tùy Vũ à, còn không thì Vũ sử dụng Microsoft Word vẽ không được. Ủa vậy hả? Cô vẽ không được. Cô dùng Word cô vẽ không được cả lớp ơi. Đó, tùy mấy em chọn cái nào cũng được nha. Đây, không thôi vẽ được, dùng tool nào vẽ cũng được. Ví dụ em quen Word, em quen PowerPoint hay là em quen Paint, em quen Photoshop, cái nào vẽ cũng được. Mất thời gian nhiều, cô chấm full điểm luôn hả? Sẵn đây cô share luôn nha. Cô hay nói là mấy cái lớp mà cô dạy ở Đại học Cần Thơ á, thì cô sẽ cho các bạn làm báo cáo nhóm, thì cái đề tài là hệ thống thông tin giải trí trên xe, tức là một cái hệ thống thông tin giải trí trên xe là cái hệ thống này đặt trên chiếc xe ô tô của bạn, khi bạn truy cập vào hệ thống này bạn dán hình được, dán hình được, ủa dán hình được không là sao vậy em, tức là bạn bạn không có lấy hình ở trên internet thì bạn dán vô không phải nha. Cô muốn bạn á là vẽ tay, bạn vẽ tay hoặc là bạn không vẽ tay thì bạn sử dụng bất kỳ công cụ nào như Word, PowerPoint, Paint, Photoshop. Sau khi bạn tự bạn vẽ xong thì bạn mới chụp hình cái hình đó và bạn dán vô trong tài Word của cô nha, dán vô tài Word của cô nha. Rồi cô nói lại nha, thì cô yêu cầu các bạn đó làm hệ thống thông tin giải trí trên xe, tức là cái in vehicle infotainment system. Thì cái hệ thống này đặt trên xe ô tô, bạn truy cập đến thì nó sẽ có hệ thống định vị như là hiển thị cái map, định vị chỉ đường định hướng cho bạn, rồi sau đó bạn có thể nghe nhạc được luôn, có nghĩa là vừa nghe nhạc vừa xem định vị. Thì để cô show ra cho các bạn xem nha, đây cô show ra một bài của học trò cô cho các bạn xem, các bạn ấy vẽ sao nha. Đây cả lớp ơi nè, các bạn ấy vẽ như nè. Thì cái hệ thống thông tin giải trí trên xe thì đây là trang chủ home bay, để tôi phóng to ra nha, các bạn ấy vẽ hình nhỏ đây. Tại vì cái hệ thống này vẽ cái kích thước như là một tablet, như là một cái máy tính bảng, còn cái mobile app mà tôi cho các bạn á, là các bạn vẽ kích thước như là của cái điện thoại nha. Đó thì còn cái này thì bạn vẽ như là một máy tính bảng nè. Đây nha, battery setting, wifi, bluetooth, system name, rồi thời gian đó nha. Cái này là logo, à quên nhắc nha, mỗi em phải tự vẽ logo nha. Đây là cái logo do nhóm tự thiết kế nè, logo tên là nick đó. Sau đó icon thứ nhất là music, icon thứ hai là navigation, hệ thống định vị, rồi vẽ một cái khung vậy nè, giống như tablet, và ở đây là nút on off. Các bạn sẽ thấy ha, không bày. Sau đó khi cô click vào setting, ví dụ nha, cô click vào setting thì đây là giao diện của setting đó. Có bright adjusting đó, điều chỉnh ánh sáng nè, rồi có connection là chế độ airplane mode nè, có wifi nè, bluetooth nè đó, ngoài tôi thấy nè. Sau đó cô pack trở về home bay, nhớ là phải có pack trở về nha các bạn, đừng quên này nha. Pack click vào pack trở về home bay, rồi trở về home bay thì đây là, sau đó cô chọn Music Player, chọn nghe nhạc, thì đây logo ngày nè ha, tên hệ thống, thời gian đó. Rồi cái này nó phải nhất quán với nhau nha các bạn nha, nó nhất quán với nhau nha, nhớ giùm cô nha. Rồi bây giờ khi mà đến cái Music Player thì sẽ có một cái trình điều khiển nhạc, nghe nhạc nè, next back place nè, điều chỉnh âm lượng nè nha, đó ha. Rồi favorite, thích thì click vô đây favorite, rồi danh sách bài hát ở đây nè, tìm kiếm. Cái nhóm này vẽ thiệt là đẹp luôn ha, nhóm này vẽ tốt luôn đó. Rồi nghe nhạc xong, bây giờ cô click vô bản đồ navigation system, thì bắt đầu nè, các bạn sẽ thấy, các bạn có thấy không,
Tức là cái phần này nó phải thống nhất nè, tức là pin, wifi, bluetooth nó phải nhất quán thống nhất với nhau, setting ở vị trí này nó phải thống nhất với nhau đó. Sau đó đây cái map nè, thì cô hỏng yêu cầu cái nhóm này vẽ map, sao mà vẽ được cái map, ghi chữ map here được rồi. À, đây là cái bản đồ, giả sử đang thể hiện cái bản đồ. Còn này là đại diện cho gì các bạn? Weather, cái này là đại diện cho gì? À, thời tiết hôm nay sao đó, thì bạn ghi chữ weather, à, thời tiết mấy độ C đó. Rồi thanh tìm kiếm nè, có thể tìm kiếm bằng cách nhập vào, bấm nút tìm kiếm, bấm cái icon tìm kiếm, hoặc là click vào icon micro để mà nói, ví dụ chợ Xuân Khánh, và dẫn đường đến chợ Xuân Khánh ha. Rồi và nếu mà trước đó tôi đã chọn nghe nhạc thì đây là giao diện navigation map vừa có âm nhạc. Tức là nếu như mà đầu tiên tôi chọn map trước thì tôi chỉ xem chỉ đường thôi, nhưng mà đang chọn map thì tôi back trở lại, tôi click vào cái music player, tôi chọn bài nhạc, sau đó tôi back ra homepage, thế tôi vào map lần nữa, thì lúc này map đồng thời phải thể hiện được, phải có cái trình điều khiển music player để cho cô vừa nghe nhạc vừa xem bản đồ. Còn nếu tôi không thích thì cô tắt cái trình điều khiển nghe nhạc này lại. Thì đây là của học trò cô vậy ha. Ờ, nhà em không có wifi vẽ giao diện được rồi là sao? Không hiểu. Nhà không có wifi vẽ giao diện được rồi là sao em? À, ý em nói là nhà không có cái phát wifi ấy, hả? Đó tùy em mà, tôi không biết, đó tùy em. Đừng, tại nhà không có wifi mà vẽ giao diện không có wifi thì cô không đồng ý rồi nha. Tại vì mình thiết kế mobile app á, là hồi nãy cô mới hướng dẫn lớp mình các cách tiếp cận thiết kế tương tác, thì các bạn đều phần lớn chọn thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, đúng không, là bạn thiết kế cho người dùng sử dụng, chứ đâu phải là bạn thiết kế cái mobile app này cho bạn sử dụng đâu, nhớ không? Bạn thiết kế, nhà thiết kế không phải cho nhà thiết kế sử dụng, mà nhà thiết kế các bạn là nhà thiết kế cho người dùng sử dụng. Hãy nghĩ tới người dùng và phần lớn người dùng như thế nào, họ có nhu cầu như thế nào, họ có khả năng như thế nào. Mới hướng dẫn xong luôn, mới hướng dẫn cái bài đó xong luôn, cái bạn còn hỏi cô vậy. À, được chưa, được chưa? Rồi nè, nghe cô dặn này nha. À, tiếp theo nè, các bạn vô Google Classroom á, cô vô Google Classroom á, cô đang share chỗ nào vậy ta? Cô đang share cái hình không? À, rồi tiếp theo á, bạn vô Google Classroom á, để cô dặn lớp mình xíu. Bạn vô Google Classroom á, thì cô mới thấy là đây nè, cô sẽ tạo bài tập sao. Thì cô phát hiện nè, các bạn biết cách vô Google Classroom chưa? Biết cách chưa? Nè, trong thông báo của cô nè, các bạn vào Google Classroom bằng tài khoản email do trường các bạn cấp, do trường Đại học Cần Thơ cấp, do trường Đại học Cần Thơ cấp. Sau đó chọn tham gia lớp học và nhập đúng mã lớp là như vậy nha, giống như vậy nè. Để cô demo lại, bạn để tắt bớt để cô Google Classroom đây cả lớp ơi. Đây, gõ chữ Google Classroom vô đây thì bạn sẽ đăng nhập hệ thống. Mình sẽ đăng nhập vô Google Classroom. Tay Google Classroom. Mã này cô đăng nhập sẵn rồi, thì chọn đúng cái tài khoản email của trường Đại học Cần Thơ cấp cho bạn như của cô này. Đó thì bạn sẽ vào được Google Classroom. Sau đó bạn chọn cái dấu cộng và tham gia lớp học, và mã lớp là bạn dán cái mã lớp mà cô đã đưa nè, dán vào, và bạn sẽ tham gia vào lớp học của cô ha. Và khi bạn tham gia vào lớp học ấy thì là thì ở đây cô sẽ thấy, và hiện giờ cô thấy được 21 em, nhưng mà bạn Trần Trần Nguyên Hoàng có mặt ở đây không em? Dạ Trần có Nguyên cô Hoàng, ạ. ơ Hoàng ơi, sao mà đăng nhập bằng tài khoản khác vậy? Cô dặn là bằng tài khoản email của trường Đại học Cần Thơ mà. Vậy để em đổi lại. Cho nên tạm thời Hoàng ơi, cô sẽ xóa em khỏi nha, và em đăng Dạ nhập lại bằng email Đại học Cần Thơ để chừng nó cô dễ chấm điểm, cô dễ lên điểm hơn á rồi. nha. Rồi vậy Dạ nha, nhưng mà nhớ đăng nhập lại nha, hiện giờ cô xóa em nha. Rồi vâng. rồi, nhớ là email Đại học Cần Thơ, giống như mấy bạn là email của Đại học Cần Thơ cấp cho bạn nè. Rồi bạn Lê Quốc Trường có mặt ở đây không em? Có cô ơi. Ê Trường ơi, nhớ đăng Dạ nhập bằng email Đại học Cần Thơ nha. Bây giờ tạm thời cô xóa em nha, mà nhớ đăng nhập lại giùm tôi nha.
Dạ dạ dạ. Ok, rồi. Rồi sẵn đây ha. Rồi nhớ đăng nhập lại. Cả lớp nhớ vào Google Classroom nha. Bây giờ sẵn đây là cô giao bài bài báo cáo giữa kỳ cho các bạn luôn nha. Đây đây, đợi cô giao bài báo cáo giữa kỳ luôn cho các bạn. Sẵn mấy bạn đang có ở đây nè. Lớp đợi cô xíu nha. Rồi mình cũng thống nhất ngày nộp luôn nha. Phan Phan, nộp báo cáo. Cô cho các bạn thống nhất ngày nộp luôn là rất là dễ cho cả lớp luôn rồi đó. Bởi vì cô mới đợi tới hôm nay cô mới vào bài tập. Để cô thống nhất luôn. Mình thống nhất mình nộp ngày nào luôn. Phan, để cô soạn cái nội dung cái. Nộp báo cáo. Báo cáo dự kỳ. Rồi lớp mình đợi cô soạn cái nội dung. Nội dung báo cáo dự kỳ. Nộp báo cáo dự kỳ. Rồi, cả lớp ơi, để cô share lại cái nha. Rồi, lớp mình nhìn thấy nha. Đây, đây cô đã... Đây, lớp của mình. Nội dung, nộp báo cáo giữa kỳ. Các em nộp báo cáo giữa kỳ file PDF cho cô qua Google Classroom. Cách đặt tên file báo cáo, HCI giữa kỳ. Mã số sinh viên, họ tên, ví dụ SCI giữa kỳ B12345678 Nguyễn Văn An. Và hạn chót nộp báo cáo là 23:59. Bây giờ các bạn muốn ngày mấy nè? Bây giờ hôm nay là ngày 30 tháng 8. Cô cho các bạn 2 tuần được không? Được rồi. Chưa đến họ cô kiểm tra cho họ cô kiểm tra cho. Bây giờ bữa nay là 30 tháng 8, cô cho các bạn hay. Trời trời, cuối tháng 9 luôn nè. Trời, cuối tháng 9 được bắt, các bạn còn bài cuối kỳ nữa nha. Ừ, các bạn còn bài cuối kỳ nữa, bài cuối kỳ nhiều hơn á. Bạn mà cái deadline bài giữa kỳ cô cho càng lâu thì các bạn làm càng chậm đó. Đáng lẽ là gì nè, thật ra cái kế hoạch dạy của cô là gì nè cả lớp. Là hôm nay cô chỉ hướng dẫn á. Cô hướng dẫn cái nội dung và các cái phương pháp tiếp cận, các phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác và một nội dung là tạo prototype. Sau đó tới chủ nhật, tới ngày chủ nhật thì cô sẽ hướng dẫn tiếp. Ngày chủ nhật là cái ngày mà cô hướng dẫn các bạn làm báo cáo giữa kỳ, và ngày chủ nhật là các bạn làm báo cáo giữa kỳ cho cô luôn á. Thông thường là cái buổi chủ nhật là cái buổi ngày 4 tháng 9 này nè, là cô sẽ hướng dẫn các bạn làm báo cáo giữa kỳ, các bạn vẽ giao diện này đi. Sau đó là các bạn làm luôn và nộp luôn cho cô trong ngày luôn đó. Là kế hoạch của cô là vậy. Có nghĩa là ban đầu là cô tính chủ nhật này nè, là các bạn đó. Biết rồi, để cô giải thích. Bây giờ cô hiểu, cô hiểu. Tức là cô tính chủ nhật này là đầu buổi là vô cô hướng dẫn các bạn ơi làm báo cáo giữa kỳ đề tài là vậy ha. Rồi các bạn xem một vài ví dụ như hồi nãy giờ cô hướng dẫn đó. Sau đó là các bạn bắt tay vào vẽ luôn và submit bài luôn cho cô nha. Thì thường là cô cho và các bạn ví dụ như là 23:59 của ngày đó, hoặc là dữ lắm là qua ngày hôm sau, là các bạn phải vẽ các cái giao diện gì mà nộp cho cô. Tuy nhiên là cô hiểu do chủ nhật là các bạn được nghỉ lễ, cho nên đó là lý do tại sao hôm nay cô mới hướng dẫn các bạn làm báo cáo giữa kỳ, chứ trong kế hoạch học là chúng ta làm báo cáo giữa kỳ vào chủ nhật. Cho nên thế là cô mới là hôm nay, ngày hôm nay cô hướng dẫn làm báo cáo giữa kỳ, và coi như chủ nhật các bạn ở nhà nghỉ lễ và các bạn làm báo cáo giữa kỳ luôn, được không cả lớp?
không nhất à? Rồi giờ nghe cô nói nãy giờ gì không? Tức là đáng lẽ là chủ nhật là làm báo cáo giữ kỳ, là các bạn tự làm và nộp lên Lastroom thì dữ lắm là cô cho trong ngày hoặc là cô cho thêm 1-2 ngày. Tuy nhiên là do chủ nhật các bạn nghỉ lễ cho nên coi như hôm nay cô hướng dẫn các bạn làm báo cáo giữa kỳ, còn riêng chủ nhật các bạn sẽ ở nhà và tự làm báo cáo giữa kỳ, được không cả lớp? Có nghĩa là ngày chủ nhật đó mình vẫn coi như là các bạn làm báo cáo giữa kỳ cho cô, và cô sẽ kéo dài thời gian là 2 tuần, được không? Khoan, để coi 20 tháng 9, tại vì mình còn 3 tuần đi cô ơi. Khoan, để từ từ đi cô coi nè. 1, 2, 20 tháng 9. Ok, 20 tháng 9 luôn nha. Rồi, 20 tháng 9. Rồi, còn ý kiến gì nữa không? 3 tuần là nhiều, đáng lẽ là buổi chủ nhật là cô cho làm báo cáo giữ kỳ rồi. Cô đợi trong ngày đó nộp bài luôn đó. Ừ. Chốt luôn nha. Thôi, 20 tháng 9 nè, không có trả giá đâu Linh ơi. Tại vì còn bài cuối kỳ. Bài cuối kỳ á, thông thường á, để coi. Tại vì cái buổi học cuối của mình á, là mình còn 2 buổi nữa. Chủ nhật đi chơi rồi, chủ nhật ở nhà làm bài thôi. Chủ nhật là ngày 4 tháng 9 là theo kế hoạch là phải ở nhà làm báo cáo giữa kỳ. Đi chơi sao? Đi chơi 3 ngày rồi, đi chơi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở nhà làm bài báo cáo giữa kỳ cho cô Phương. Thôi, chủ nhật làm báo cáo giữa kỳ của cô. Rồi. Rồi bây giờ ha. Thật ra là các bạn ơi, mình còn 2 buổi học nữa. Giờ bạn Linh, giọng Linh trả giá quá trời nha. Mình còn 2 buổi nữa, đó là một buổi là thứ ba tuần sau, tức là ngày 6 tháng 9, và một buổi chủ nhật là ngày 11 tháng 9 là xong luôn đó, là còn 2 buổi nữa. Thì cô tính đó là cái buổi học cuối cùng ngày 11 tháng 9 đó, thì cô sẽ cho các bạn deadline 1 tháng làm cuối kỳ, tức là bạn sẽ nộp cho cô là 11 tháng 10. Thôi, 11 không đẹp, 15 tháng 10. Hiểu không? Cuối kỳ là 15 tháng 10. Được không? Được không? Tức là cái buổi học cuối cùng của mình là 11 tháng 9. Thì cô cho 1 tháng, đáng lẽ là 11 tháng 10, cô cho luôn 15 tháng 10. Cái đó là cô cho thời gian làm nhiều hơn mấy lớp khác rồi đó. Chứ lúc trước cô dạy cái lớp trước các bạn, cô không có cho thời gian nhiều vậy đâu. 15 tháng 10 là cái báo cáo cuối kỳ. Rồi, ổn là bữa nay mình thống nhất luôn nha, là không có đổi nữa đó nha. Rồi, nhắc lại. Thôi nữa nữa rồi. Hết bạn Hoàng Linh tới bạn Vũ Linh nữa. Thôi thôi, 15 tháng 10 đi em. Cái gì cũng trả giá được hết trơn á. Bây giờ chốt luôn nè. 20 tháng 9 là deadline nộp giữa kỳ. Đúng rồi chứ, nộp sớm. Mấy bạn nộp sớm cô chấm có điểm liền á. Cô chấm vài ngày xong cô thông báo liền, kết thúc cho nó khỏe. Còn học cái môn khác nữa. 20 tháng 9 là nộp giữa kỳ, 15 tháng 10 là nộp cuối kỳ nha. Cô nhân nhượng như lắm rồi đó nha. Thời gian đã rất là dài luôn rồi đó. Mình làm sớm đi để mình nộp, để mà mình còn học cái môn khác nữa. Rồi bây giờ đồng ý phương án này ha. Đồng ý cho số 1 thôi. Vài bạn cũng đại diện cũng được rồi. Đồng ý cho số 1 nha. Ừ. Đó, thấy không? Nhiều số 1 quá rồi. Rồi, vậy là ê, số 2 là gì vậy Linh? Rồi, Linh nộp trễ tôi trừ điểm. Ừ, nộp trễ là tôi trừ điểm. Rồi, bây giờ trở lại nha. Biết cô đang share chỗ nào rồi ta? Rồi. Rồi, cô share lại nha. 23:59. Nãy là ngày 20 không ta? Thứ mấy? 20 tháng 9 là thứ tư. 20 tháng 9. Rồi. Thứ tư. 20 tháng 9 2022. Thứ ba cô ơi. Ủa thứ ba hả? Ờ, xin lỗi. Thứ ba. Giờ nhìn nhầm. Ừ ha. Ủa đúng rồi. Tuesday thứ ba. Mà làm cá nhân hả cô? Hả? Cái gì? Sao em? Làm nhóm hay làm cá nhân cô? Làm cá nhân. Trời ơi, làm cá nhân. Mấy đứa ơi. Cá nhân, làm bài tập cá nhân, không có làm nhóm nha. Cô nói rồi nha. Cô mà phát hiện bạn nào mà làm bài giống nhau á nghe là cô trừ điểm nha. Mấy nhóm trước cô trừ điểm nhiều em rồi đó. Làm cá nhân tự mình làm đi.
tự mình làm đi các bạn ơi, tự mình làm đi chứ đừng có tự mình làm, ví dụ mình vẽ xấu cũng được nhưng mà cô đánh giá cao vì gì đó là của em làm, là cái thiết kế của em cô đánh giá cao. Giữa kỳ và cuối kỳ cũng vậy luôn hả cô? Cũng cá nhân của cô. À, nhưng mà nghe cô dặn nè, lớp mình phải chú ý nha khi chọn đề tài nè. Nếu như mà bạn đã chọn cái đề tài giữa kỳ là cái ứng dụng đó thì cuối kỳ cũng phải y chang như vậy nha các lớp. Ví dụ giữa kỳ tôi chọn app là mobile app đặt thức uống của một cửa hàng bán trà sữa, thì tới cuối kỳ tôi cũng sử dụng cái đề tài này để làm Figma. Cái phần mà tạo Midfire Prototype đó, thì cái giao diện giữa kỳ như thế nào thì giao diện cuối kỳ cũng tương tự như vậy, nhưng nó khác biệt một cái là nó sẽ chi tiết hơn và nó có liên kết. Nếu như bài giữa kỳ thiết kế Lo-Fi Prototype thì bạn vẽ từng giao diện và nó không có sự tương tác, nó không có sự liên kết, tại vì bạn những cái giao diện bạn vẽ nó rời rạc nhau. Nhưng ở bài cuối kỳ khi bạn sử dụng Figma thì mỗi giao diện nó sẽ là một cái frame. Ví dụ trong bài giữa kỳ bạn có 8 frame thì cuối kỳ Figma có thể 10 frame, mười mấy frame cũng được, tại vì cái Midfire Prototype nó sẽ chi tiết hơn. Nó cũng từ cái tưởng đó nhưng nó sẽ chi tiết hơn, cho nên nó sẽ có nhiều giao diện hơn, nhưng nó sẽ liên kết được, tức là click vô đây qua cái này, click vào đây qua cái kia, vậy đó. Cho nên phải cùng một đề tài. Trời. Được. Cho bài tiền góp được. Rồi. Đó, nói chung là một cái app nào bạn chọn mà bạn yêu thích nó, bạn làm nha. Rồi, đầu bài văn cô đang soạn cái đầu. Hai thứ ba 20 tháng 9. Rồi, đợi cô soạn xong này cô giao luôn. Chủ đề đọc báo cáo giữa kỳ ngày đến hạn 20 tháng 9. Rồi xong giao nha. Rồi giao bài đây. Các em là báo cáo giữa kỳ ha. Rồi đặt tên file báo cáo. Lớp mình nè, download cái mẫu báo cáo file Word này cho cô. Xong đó, trong cái file này nè, chú ý. Sau khi download file Word xong. Trong cái file này nè, ghi rõ mã số sinh viên, họ tên. Rồi bài báo cáo giữa kỳ gì đó, bài làm. Mobile app lựa chọn, 2 chấm. Ghi rõ tên mobile app. Sau đó, chụp hình cái hình vẽ bạn vẽ và dán vào trong file Word. Và mỗi một cái giao diện, mỗi hình phải ghi chú thích giống như bạn này làm nè, để cô show lại một lần nữa. Tức là bạn để hình sau đó ở dưới là ghi hình 1, giao diện trang chủ, hình 2, giao diện chi tiết sản phẩm, hình 3 là giao diện gì đó. Thì để cô show lại lần nữa cho lớp mình coi nha, trước khi mình kết thúc nha. Để cô show lại lần nữa. Ủa cô ơi, còn đập bài là vô đâu đập cô? Google Classroom ấy, em. Dạ, nhưng mà vô cái phần thư mục nào để mình đọc bài á? Không, bây giờ trong Google Classroom á, thì cô có cái phần bài tập. Thì tại vì ở đây cô giao diện của giáo viên nên cô không demo được. Bạn Á ơi, bạn có đó không vậy? Bạn demo cho các bạn đọc bài được không? Rồi. Bạn có đi học không ta? Hay là bạn nào demo demo đọc bài cho? Hoặc là không phải vô LD. Bạn Dương. Rồi bạn Dương ơi, bây giờ bạn Dương giúp cô một việc nha. Bây giờ bạn Dương share màn hình đi. Bây giờ bạn Dương share màn hình của bạn Dương đi. Rồi. Ha, rồi bạn Dương vào Google Classroom demo nạp bài giùm cô được không bạn Dương? Không phải vô LD nghe, không phải vô một hồ sơ tầm bảy nộp trên Google Classroom á. Rồi bây giờ bạn Dương Thịnh Phát. Ủa bạn Á hả? Rồi Á xem màn hình được không Á? Xem màn hình chưa? Rồi click vô chỗ share screen. Chưa, em chưa được quyền share cô rồi. Ủa vậy hả? Ủa? Đúng rồi cô, em cũng không được quyền share nữa. Vậy hả? Không cấp quyền, cho nên nãy giờ không share được. Cô cũng là cô host nè. Fan nha. Để cô thử coi share màn hình. Allow record waiting remote. Ủa? Xem màn hình cũng phải cấp quyền hả ta? Sao mấy nhóm kia được mà? Sao không hiểu? Đâu?
Ủa sao mà lúc trước cô hướng dẫn mấy cái nhóm kia được mà ta? Tại vì cô là cái tài khoản của cô là của giáo viên cho nên cô không có demo được. Phèn, để cô xem lại cái. Tại vì để coi cấp quyền cho các bạn đúng không? Hốt ta đi Sibo xem màn hình nè. Gì hả? Phèn, để cô thử lại coi để cô cấp quyền thử luôn. Để coi chỗ cấp quyền chỗ nào. Đợi xíu nha, để cô tìm chút xíu. Để demo các bạn, nộp bài cũng dễ. Ủa, cái bạn Uy chưa được cấp email của trường hả? Cái này bạn liên hệ với anh Đạt chứ con. Liên hệ thầy Đạt đi. Rồi, Phan nè, cô thử cái của Nhã này nha. Ví dụ như của bạn. More. Extra. À, được rồi, cô hiểu rồi. Ví dụ như bạn Á được. Bạn của Á là More. Chat rename add to recall local file. Sao không có ta? Là click vô nút share là mấy bạn đó nó disable hay đúng không? À, đó là bạn Hiếu Tròn nói nè. Đây nè bạn Vũ nè. Bạn Vũ đưa một cái hình capture lên nè. Tại vì cô không có demo được. Tại cô tài khoản giáo viên. Ủa mấy cái môn kia các bạn có nộp Google Classroom không? Đó giờ chưa nộp bài Google Classroom cô rồi. Vậy hả? Ở trong cái bài cái Google Classroom này em thấy có cái bài tập của bạn, cái phần đánh dấu là thêm hoặc tạo nè, phải không cô? Đúng rồi. Hồi nãy là em có một cái bạn gửi cho cô cái file capture là bạn gửi đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Bạn nào vậy ta? Phan, bạn nào mới gửi cho cô nè. Capture cái file này đúng rồi nè. Bạn Vũ gửi đúng rồi đó Vũ ơi, chính xác rồi đó. Tức là bạn vô cái bài tập mà vô Google Classroom á, cái chọn cái bài báo cáo giữa kỳ của cô á ha, cái chọn cái bài báo cáo giữa kỳ của cô, sau đó là click vô cái dấu cộng á, rồi ha, rồi ép nó vô. Nhưng mà quan trọng chỗ này nè các bạn ơi, khi mà bạn được Duy ơi, được, ví dụ như bạn attach cái file vô, nhưng khi bạn attach cái file đó vô á là chưa có xong nha, bạn phải nhấn vào cái nút nộp bài, thì khi bạn nộp bài thì mới xong, còn cái này là bạn mới đưa lên hệ thống nhưng mà bạn chưa nộp, thì bạn bấm vô cái nút là nộp bài thì coi như là hoàn thành nha. Và trong quá trình nộp thì nếu mà bạn đổi ý bạn muốn nộp nữa thì bạn sẽ nộp thêm cái file khác, bạn xóa lại file cũ cũng được. Được. Ừ. Đó. Nên không có nộp trên LD, nộp LD là cô không quản lý được. Vô Google Classroom dạy Google Classroom nộp, nó sẽ lưu trong drive của chính cô quản lý luôn, cho nên cô dễ chấm luôn. Bây giờ là thầy cô là cứ mà sinh viên nộp bài lên Google Classroom để dễ quản lý luôn cả đó. Yeah. Đó. Còn cái phần nộp bài thì để tuần sau đi cô xem lại coi sao. Cái security nè, chat sharing. À rồi, cô thấy rồi. Rồi được rồi, sharing. Rồi, Á ơi, bạn Á, bạn xem màn hình đi, cô mới cấp quyền sharing cho bạn rồi đó. Để em xem màn hình. Xem màn hình đi, minh họa cho lớp mình coi luôn nè. Làm từ chậm nhé. Rồi bây giờ bạn Á là vô cái lớp vô của mình này nha. Rồi các bạn chú ý nha. Rồi ha, bằng tài khoản email của trường. Không, chưa. Bây giờ vô cái này Google Classroom của cô rồi phải không? Xong rồi phải không? Vô rồi đó cô. Rồi, vô rồi. Phan nha, ví dụ vô bài tập trên lớp đi. Bài tập trên lớp của cô đi. Click lại từ cho các bạn coi. Bài tập nè. Click vô bài tập nộp báo cáo giữa kỳ đi Á. Rồi xong rồi. Click vô thêm hoặc tạo. Tẹp. Rồi. Xong rồi nha. Á upload đại một cái file nào đó cho cô, một cái file nào đó đi. Rồi
Browse. Rồi. Cái bài sao lên hay là cái file của cô cũng được, cái file này. Em thử lấy một file nào mà đừng có như tài liệu của em đừng liên quan, lấy cái khác đi. Một cái file hoặc là cái file mẫu của cô, mẫu báo cáo của cô. Đó. Lấy lại cái file để của cô đi. Đó đúng rồi nha. Nhưng mà các bạn nhớ đặt tên file đúng nha. Rồi. Rồi nộp ha. Nè sau khi upload lên là cả lớp nhìn rồi nha. Bắt đầu chưa nha, cái này là chưa xong nha. Chưa xong nha, bấm ok cái đi á rồi. Rồi, phải bấm vô nút nộp bài, click vô nộp bài. Rồi, nộp như vậy mới hoàn thành giao thao tác. Đó ha. Rồi, cảm ơn bạn Á. Rồi bạn Á mà tắt xem màn hình đi Á rồi. Rồi tới phiên cô. Để cô minh họa phía cô. Thì sau khi bạn Á nộp bài rồi đó các bạn. Đúng rồi, cuối kỳ giữa kỳ nộp ở Classroom hết luôn để cô dạy quản lý. Và tiếp theo tới phiên cô share màn hình nha. Thì để cô xíu. Để cô share màn hình. Nếu mấy môn sau cũng coi chừng các bạn cũng nộp trên Classroom đó, thì bạn biết cái này rồi thì bạn khỏe rồi đó. Nè, bây giờ tới phiên cô này nha. Cái đầu cô thấy có hai bạn nộp nè, bắt đầu cô coi thử nha. Thì bạn Á với bạn Cao Phong nè, thì bây giờ cô sẽ thấy vậy là có bài hai bạn nộp, 26 bạn chưa nộp bài, thì cô vào bài của bạn Á trước nha. Đó, cô click vào đây thì cô sẽ xem được là bài của bạn Á luôn, thậm chí cô thường là cô chấm là cô xem trên đây, còn không thì nếu mà cô sẽ download về máy cô và cô chấm. Rồi cô chấm điểm xong, cô không có chấm điểm trên Classroom nha, cô không chấm trên đây, cô chấm điểm trong cái file riêng, file Excel riêng của cô, và sau khi cô chấm xong thì cô sẽ thông báo cho cả lớp, và khi cô thông báo cô sẽ giấu tên các bạn, cô chỉ để mã số sinh viên với điểm của các bạn đạt được thôi, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ. Lý do là để bảo mật thông tin cho bạn, để mà cũng không muốn là bạn bè biết mình mấy điểm, cho nên thường là cô chỉ thể hiện là mã số sinh viên giữa kỳ, cuối kỳ. Đó, à, thì ở đây cô sẽ chấm, cô chấm trên file riêng của cô chứ cô không nhập điểm vô đây nha. Rồi. Thì cách nộp bài là như vậy. Nhưng lớp mình nhớ nè, sau khi các bạn làm xong file Word này nè, thì file COS đặt tên file lại đúng quy định của cô nha. File COS đặt tên file là SCI giữa kỳ, mã số sinh viên, họ tên. Sau đó file COS thành file PDF, chuyển nó thành file PDF, và cô chỉ nhận file PDF thôi nha. Cô chỉ nhận file PDF rồi mới upload lên hệ thống nha cả lớp. Đó, thì nộp bài đơn giản vậy. Cuối kỳ cô cũng tạo bài tập trên Google Classroom và cô cũng cho các bạn nộp luôn. Thì mình thống nhất phàn để mình để cô ghi chú lại cái lịch nộp, không ai cô lại quên. Đâu có tiêu. 20 tháng 9 giữa kỳ hồi nãy là cuối kỳ là cô cho nhiêu vậy ta? Phàn. À 15 tháng 10 đúng không? Rồi cái phàn để cô ghi chú lại. 20 tháng 9 là giữa kỳ, 15 tháng 10 là cuối kỳ. Đó là gọi là đã cho các bạn thời gian rất rộng để các bạn làm bài với cô đó. Ai làm xong trước thì nộp trước, chứ không đợi tới sát ngày mới nộp nha. Làm xong trước nộp trước thì khỏe để kết thúc môn này của cô luôn. Rồi bây giờ còn câu hỏi gì nữa không? Để coi các bạn nhắn gì. À quên bao nhiêu giao diện ha. Vậy nè, thứ nhất là một. Rồi ok, để cô nói cái vụ mà bao nhiêu giao diện cái nha. Để cô xíu. Để cô liệt kê mấy cái giao diện cần thiết ấy. Rồi, lớp mình đợi cô. Đây nè, những giao diện mà bạn cần phải vẽ. Để cô liệt kê ra cho. Lớp mình đợi cô xíu nha. Để cô kiếm cái file. Đây nè cả lớp ơi, đây cô gửi trong cái phần tin nhắn nha. Để cô biết nè, lớp mình sẽ nộp cho cô những giao diện như rồi. Sinh viên thiết kế low-fi prototype sketch, các giao diện chính như giao diện đăng nhập, giao diện đăng ký thành viên, giao diện trang chủ, giao diện chi tiết sản phẩm, giao diện giỏ hàng, giao diện thanh toán, giao diện tìm kiếm. Rồi, thì đó là một vài giao diện cô gợi ý nha. Thôi nhưng mà để cô bớt lại cho các bạn, đợi xíu cô bớt lại cái giao diện này.
thôi khỏi làm cái đăng ký thành viên đi, khỏi làm đăng ký thành viên nha. Như vậy để cô gom lại coi, thứ nhất là đăng nhập, thứ hai là trang chủ, thứ ba là một cái danh mục nào đó, ví dụ như chọn burger thì hiển thị những món burger đi ha. Đó là cái giao diện chi tiết sản phẩm, giao diện giỏ hàng, giao diện thanh toán, giao diện tìm kiếm, dần dần là gợi ý. Đây là những cái giao diện gợi ý của cô, thì mình thiết kế những cái giao diện cơ bản như vậy, nhưng mà thêm nữa thì tốt nha. Bây giờ cô lại share lại lần nữa cái bài báo cáo của bạn nha, cái bạn mà nãy cô nói, cái bạn mà cô nói làm rất là tốt á, để cô share lại lần nữa. Đây, share. Ok. Rồi. Ủa đâu rồi ta? Để lớp mình để xíu nha, cô share. Này, cái bạn này làm rất là tốt luôn, để cô share lại lần nữa, lớp mình rút kinh nghiệm. Ủa sao sao nó bị lỗi rồi ta? À đây, nè lớp mình ạ. À. Nè, giao diện đầu tiên ví dụ như là theo cô đề nghị giao diện đầu tiên là giao diện đăng nhập, đăng ký thành viên nè. Đây là giao diện 1, đăng nhập hoặc đăng ký thành viên, để cô làm nhỏ nhỏ nó cho dễ nha. Nè, giao diện 1 nè, đăng nhập hoặc đăng ký thành viên, giao diện đầu tiên. À. Giao diện thứ hai là cô đề nghị là giao diện trang chủ, giao diện trang chủ là cái này nè. À, cái giao diện thứ ba là giao diện một cái sản phẩm theo cái danh mục, ví dụ cô click vô món gà thì là cái giao diện này. Đó. Cái giao diện thứ tư cô đề nghị là chi tiết sản phẩm, ví dụ như món chân gà nướng muối ớt. Đó. Cái giao diện thứ năm là giao diện giỏ hàng. Giao diện thứ sáu là giao diện thanh toán hoặc là thông tin đơn hàng thanh toán gì đó. À, và cuối cùng giao diện thông tin cụ thể của bạn hoặc là giao diện tìm kiếm. Rồi, chị cô đề nghị mấy giao diện thôi. Và khi sử dụng Figma thì cũng ít nhất những cái giao diện giống vậy hoặc thêm một số giao diện nữa là được rồi. Ví dụ bạn muốn bổ sung thêm giao diện nào đó thì bạn nha. Rồi. Rồi, nắm được cách thiết kế cho cả lớp. À, giữa kỳ có logo nha. Mỗi bạn phải tự vẽ cho mình một cái logo riêng nha. Và cái logo này trong cái lo file nó phải map, nó phải match, nó phải tương thích với logo khi bạn dùng Figma nha. Tức là mỗi một em sẽ tự thiết kế cho mình một cái logo riêng của mình và để vào trong thiết kế đó. Giống như bạn nãy bạn tự thiết kế logo, cái bạn đó làm cũng rất là hài lòng đúng không? Thì bạn sẽ, nhóm mình cũng vậy, mỗi em sẽ tự thiết kế một logo riêng của mình. Rồi. Ờ đúng rồi, tối thiểu là 6 đó Vũ, chính xác. Đúng rồi, giữa kỳ là chỉ làm cái bài này là đủ rồi, Dương là lấy 3 điểm đó. Giữa kỳ 3 điểm thôi. Đúng rồi, nó thư có nghĩa là logo là. Ví dụ như là thư tên là thư đây, cô ví dụ nha. Cái thư thiết kế logo là chữ T, cái hình tròn cũng được. Ừ. được. Ờ, cái đó hay rồi nha, được logo, được đó. Đó, sáng tạo, đúng rồi. Thật ra logo thiết kế á, là như bản thư á, thì là logo chữ T cũng được, không thì cái chữ thư luôn, rồi hình tròn bao quanh hoặc là cái gì đặc biệt hoặc là chữ T mà nó hơi nghệ thuật chút xíu gì đó cũng được. Có nghĩa là cái logo, nếu mà các bạn biết thiết kế logo không phải là cầu kỳ, là chi tiết là tốt đâu cả lớp ơi. Thiết kế logo càng đơn giản là càng tốt nha, thiết kế càng đơn giản mới là tốt đó nha. Trời ơi, thư hình bọc thư cái gì vậy ấy, thiệt tình. Rồi, vậy các bạn hiểu chưa ha? Bài giữa kỳ, gán ai cũng được 3 điểm cho cô nha. Lấy 3 điểm phần giữa kỳ nha. 3 điểm lên đó. Được. Cô nói được. Cô nói là mình vẽ tay cũng được không? Mình sử dụng những cái tool hỗ trợ cho mình cũng được. Như cô nói là Photoshop, các bạn kêu vẽ bằng Word cũng được. Thôi cũng được. Pen cũng được. CS6 cũng được luôn đó, ví dụ như CS hỗ trợ như CS có không, em ghi CS không ta, không nhìn không rõ. Ừ. Đó.
Photoshop thì cái gì cũng được hết trơn, không sợ đi. À Tuấn, không phải copy trên mạng nha, copy trên mạng đó, mà cô nhìn là cô biết liền, tại nó không khớp với nhau, cô nhìn cô biết nha. Tự mình vẽ đi các bạn. Rồi. Rồi, còn ý kiến gì nữa không? Trời, bạn Nhã lẹ ghê luôn, trời, làm logo cho Thư luôn nè. Được, được, Vũ ơi, copy mấy cái icon trên mạng cô cho phép, được. Tại vì khi bạn thiết kế sẽ có mấy cái button đó, mấy cái icon đó, thì cô đề nghị các bạn khỏi từ cần tự mình vẽ mấy cái icon, như là các bạn nhớ mấy cái icon như battery pin nè, mấy cái icon wifi rồi đó, rồi mấy icon bluetooth, hay là những cái icon, nói chung là cái icon wifi bluetooth nè, cái icon giỏ hàng á, là bạn tự bạn 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 tự mình bạn 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 tự bạn lấy trên mạng được, bạn tìm trên mạng được, được, ok, được nha. Được, còn không á, liên là như bạn Hoàng Linh nói á, là trong cái plugin của Figma nó có một cái plugin, cái mấy cái plugin mà cô giới thiệu á, là có sẵn icon luôn á, là bạn cứ cứ lấy mấy cái icon đó bạn để vô được. Khỏi cần Dương ơi, khỏi cần ký tên lên hình, khỏi khỏi đánh dấu bản quyền. Rồi, hoặc là thậm chí là không không, ví dụ như là ví dụ nếu mà bạn lấy hình thì bạn có thể lấy những cái hình ảnh, ví dụ như là đại diện là burger, thì một cái burger nào đó bạn lấy hình burger trên mạng bạn để vô được. Còn cái hình đùi gà kia thì khỏi khỏi tự vẽ, bạn copy những cái hình, nhưng mà cái hình đó là nhớ là free nha các bạn, có nghĩa là mấy cái hình mà miễn phí ở trên mạng nó lấy xuống được, được. Tại vì á bây giờ bạn vẽ tay thôi bạn vẽ, còn không thì bạn sử dụng mấy công cụ hỗ trợ, những cái hình ảnh bạn lấy hình ảnh trên internet cũng được, nhưng nó phải là free nha, đó, free á, miễn phí thì bạn cứ lấy xuống mà sử dụng không sao hết nha. Hoặc không như bạn Linh nó xài Figma luôn, tại trong Figma nó có mấy cái plugin nó sẵn, mấy cái icon luôn, nó có sẵn battery, wifi, bluetooth đủ hết cho bạn luôn đó. Còn không thì mình, nếu mà không thì mình sẽ tự kiếm trên internet. Rồi, rồi vậy là hiểu chưa nha, còn câu hỏi gì nữa không nè cả lớp? Các bạn có vẻ lo lắng cho bài giữa kỳ nữa quá ha, đừng lo, không sao, nói chung là cô chấm ý tưởng thiết kế vẽ bằng tay cũng được. À còn không, vẽ bằng tay vẽ không được cái đùi gà, không được cái ly trà sữa, thì vẽ cái ô vuông cũng được, cô cũng hiểu. Còn không, nếu mà sử dụng mấy cái tool nó sẵn á thì cứ cứ vẽ không sao hết. Mấy cái tool, mấy cái công cụ hỗ trợ như Photoshop, Paint hay gì đó cứ vẽ không sao hết nha. À, còn câu hỏi gì nữa không nè? Nè, nghe cô nhắn nha. Chủ nhật, tối chủ nhật là tự ở nhà, à, ngồi làm bài báo cáo giữa kỳ cho cô. Làm xong bài tập báo cáo giữa kỳ luôn nha. Cô cho thời hạn deadline là tới 20 tháng 9 đó nha. Nha, thay thay tối chủ nhật có thay gì? Mình nghỉ lễ thì để dành tối chủ nhật ở nhà. Thì cái tối đó đó làm bài, bắt đầu làm bài báo cáo giữa kỳ nha, đó làm bài báo cáo giữa kỳ cho cô nha. Thôi không có hoang mang, đừng đừng có lo, không sao chứ á, mấy cái lớp trước ta làm tốt lắm, cái lớp mà 20 đó, trong classroom có ông rồi, đợi cô xíu, đợi cô chút xíu nha, để cô share lại cái, để cô coi lại trong classroom đây, trong classroom thì mọi người, Thảo, Hưng, Quang Duy, bạn Á, bạn bạn Mùi, bạn Luân, bạn Huy, bạn Em, bạn Linh, bạn Minh, bạn Ngân, bạn Nhã, có Nhã ơi, có tên Nhã nè, bạn Nhật, bạn Phát, bạn Phong, bạn Thư, bạn Tuyền, bạn Vũ, bạn Xuyến, bạn Mạnh Ý, bạn Cường, bạn Hoàng Linh, bạn Hữu Nghĩa, bạn Quang, bạn Okay. Bạn Thư, 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 Thư có đăng nhập vô, sao không đăng nhập bằng tài khoản email của trường vậy? Bạn Thư, Thư, bạn Vũ, bạn Hiếu Tròn, bạn Thư, Thư đâu rồi? Bạn Thư, Thư phải cái bạn, bạn Thư, Thư đâu rồi? Có đâu không Thư, Thư? À, Thư, Thư đăng nhập bằng tài khoản email của trường nha. Rồi bạn Thư, Thư có đây không nè? À, lần sau cô check lại lần nữa nha bạn, cô check lại lần nữa là
cô sẽ remove những cái tài khoản email không phải là email của trường như cả lớp. Nhớ đăng nhập email của trường. Thôi học một lần được rồi, các bạn cố gắng học xong rồi qua môn này luôn. Có Nhật hồi nãy cô thấy Minh Nhật, có. Có, cô thấy Minh Nhật. Có bạn Nhật. Nè, hồi nãy mới thấy bạn Nhật mà. Nè, Nguyễn Minh Nhật, cô thấy rồi. Giờ là cô có 28 sinh viên rồi đó. Các bạn còn lại nhớ đăng nhập vào tài khoản email của trường nha. À, bạn Thư Thư này nè, cô tạm thời remove tài khoản bạn nha. Rồi bạn phải đăng nhập bằng tài khoản email của trường nha bạn. Ừ, để cô quản lý. Ủa? X337 337 với 390 hả? Ủa, vậy sao? 337 với 390. Mọi người để cô refresh lại F5. Minh Nhật là 337 nè. Con thấy bạn Minh Nhật 337. Ờ, cô chỉ thấy bạn Minh Nhật 337 thôi em. Em là Minh Nhật 337 cô thấy rồi, yên tâm, cô thấy rồi, cô thấy rồi. Rồi. Còn câu hỏi nữa không? Không có, mình kết thúc ở đây nha. Rồi, hẹn thứ ba gặp lại nha cả lớp. Cô nhắn lại lần nữa. Thứ ba tuần sau đi học nha. Thứ ba tuần sau mình đi học. Thì thứ ba, cô sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Figma để làm báo cáo cuối kỳ. Đây là cái nội dung quan trọng. Cả lớp nhớ đi học đầy đủ nha. Nhắc lại lần nữa. Tối thứ ba tuần sau, gán đi học đầy đủ nha. Thì cô hướng dẫn sử dụng Figma để làm báo cáo cuối kỳ. Cố lên. Rồi, chào bạn. Chào các bạn nha. Rồi, chúc cả lớp ngủ ngon. Cảm ơn cả lớp học với cô hôm nay nha. Rồi, nhớ làm báo cáo giữ kỳ cho cô nghe. Rồi, cô chào cả lớp. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ. Rồi. Rồi, bye bye cả lớp nha. Nghỉ lễ vui vẻ. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, bye bye.